trương 3700, hai trận sư trung cấp, Trọng Phi Dương là trận sư trung cấp, nhưng ở trong đăng ký của trận sư tổng hội, hắn không phải là sơ cấp sao? Rất đơn giản, hắn tuy rằng có thể tạo ra trận pháp trung cấp, nhưng cũng không có đi chứng thực, tất nhiên vẫn là trận sư sơ cấp. Có người nói, điều này đúng là đạo lý rất đơn giản, nhưng người nào có thể trở thành trận sư trung cấp, lại nhịn được không đi chứng thực, nâng cao địa vị. Thật giống như hoán huyết cảnh ở thông mạch cảnh, điều này là hoàn toàn khác biệt. Trọng Phi Dương mới bao nhiêu tuổi? 25 tuổi, 25 tuổi lại bước vào trận sư trung cấp, ngoại trừ Hồng Thiên Bộ ra, còn có ai có thể so sánh được? Cho dù Trần Hảo cũng gật đầu, trận sư trung cấp còn trẻ như vậy thực sự khó có được. Có thể nói là trăm năm khó tìm được một người, Hồng Thiên Bộ thì thôi, người kia căn bản không nên tồn tại ở nhân gian, thật không nghĩ tới, cuối cùng lại có trận sư trung cấp dưới 30 tuổi. Lăng Hàn thua không oan, gặp được một thiên tài trận đạo tất cả mọi người đều xúc động trung cấp đấu với sơ cấp điều này là tuyệt đối nghiền ép ngươi vẫn muốn phá trận sao trọng phi dương thản nhiên nói cuồng lôi trận nắm giữ huy lực sát phạt đáng sợ cho dù là hoán huyết cảnh bị giam ở trong đó cũng có thể bị giết chết độ khó phá giải tất nhiên có thể tưởng tượng được lang hàn mỉm cười nói tốt ta thử một chút xem sao mọi người không nhịn được cảm thấy bất đắc dĩ đây là thứ có thể thử một chút sao ngươi tiến vào trong trận chỉ cần trận pháp không ngừng lại cuồng lôi sẽ bổ xuống không ngừng, rất khó chạy ra sinh thiên. Tuy rằng thực lực cá thể trận sư không bằng võ giả, nhưng một khi bày xong trận pháp, như vậy là kết quả không giống nhau. Lăng Hàn đi nhanh tới, chủ động tiến vào trong trận pháp. Nhất thời, chỉ thấy điện quang chấp động, trong lúc đó trận cơ dịch chuyển, sau đó tia chấp liền lặng lẽ hình thành, hung hăng bổ về phía hắn. Chỉ có điều Lăng Hàn đã sớm có sự chuẩn bị, tay phải hắn bảo vệ ở trước người. Xoẹt, tia chấp bổ tới, tuy rằng văng ra tia điện chói mắt, lại hoàn toàn không gây ra chút thương tổn nào đối với hắn. Tia chớp này có thể thương tổn được hoán huyết tam biến. Nhưng thực lực của Lăng Hàn đã sớm bước qua tam biến. Xoẹt xoẹt xoẹt, tia chớp còn đang từ các ngõ ngách bắn ra. Lăng Hàn tùy ý vung quyền, đánh tia chớp thành hoa điện. Hắn nắm bắt mạch động của trận pháp, như vậy có thể tra ngược ra vị trí tiết điểm. Hiện nay trận pháp trung cấp cũng không nhiều, cũng lại 17 loại. Lăng Hàn có đọc lướt qua, tất nhiên cũng biết cuồng lôi trận chỉ là mỗi người bố trí trận pháp đều sẽ làm ra thay đổi. Một nghìn người bày trận, sẽ có một nghìn vị trí thiết điểm, bởi vậy, điều này cần thông qua trận pháp vận chuyển để suy đoán. Chỉ có điều ba phút sau, Lăng Hàn lại ném ra trở tuyệt trận. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có đối thủ là trận sư trung cấp, bởi vậy không chuẩn bị trở tuyệt trận trung cấp, sử dụng vẫn là sơ cấp. Nhưng chỉ cần hắn tìm đúng thiết điểm, hoàn toàn có thể chặn được trận pháp này trong vài giây. Như vậy là đủ rồi, nói rõ hắn đã tìm được tiết điểm xoạt ba cây trận cơ hạ xuống bị lăng hàn kích hoạt nhất thời cuồng lôi dừng lại nhưng chỉ một hồi lại thấy điện quang hồi sinh phút 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 đánh cho ba cây trận cơ đầy vết thương tất cả mọi người ở đó hoàn toàn yên tĩnh cái gì lăng hàn lại có thể phá giải được cuồng lôi trận một trận sư sơ cấp lại có thể phá giải trận pháp trung cấp quả thực phá trận dễ dàng hơn so với tạo ra trận pháp nhưng cũng không thể dễ dàng đến mức vượt qua một cấp Trừ khi, trong đầu mọi người đều xẹt qua một ý niệm, nhưng lập tức lại lắc đầu. Điều này là không có khả năng, người cũng là trận sư trung cấp, trọng phi dương kinh ngạc kêu lên, nếu không phải như vậy, Lăng Hàn làm sao có thể phá được trận pháp của hắn. Hơn nữa, mới chỉ là 3 phút mà thôi, đó là điều phần lớn trận sư trung cấp tuyệt đối không có cách nào làm được. Lăng Hàn cười, nói, đại khái, không có tận lực nghiên cứu qua vấn đề này. Người này còn giả vờ châu bò, tất cả mọi người muốn phỉ nhổ còn có người không biết thực lực mình loại người một lòng một dạ nhào vào trên trận đạo sau đó một ngày kia đột nhiên muốn đi ra ngoài một chút kết quả lại phát hiện mình đã là thiên hạ vô địch chuyện như vậy khả năng thấp tới mức nào trọng phi dương hít một hơi thật sâu nói được vậy ngươi ra chiều đi lăng hàn gật đầu đi tới bên sân cầm trận cơ của mình số lượng trận cơ này không ít thời gian phá trận đương nhiên không có thuận tiện đeo ở trên người chỉ có điều hắn phải thay đổi sách lược một chút. Trọng Phi Dương lại là trận sư trung cấp, sử dụng trận pháp sơ cấp đi đối phó hắn, chắc hẳn ba hai cái sẽ bị đối phương phá giải. Tay hắn đưa vào trong túi, thật ra lại lấy ý thức khai thông với dưỡng nguyên hồ lô, lấy ra rất nhiều trận cơ. Trận pháp trung cấp, liệt diễm trận, thực lực bản thân hắn đã không sợ bất kỳ hoán huyết cảnh nào. Cho nên đối với trận pháp trung cấp loại công kích tất nhiên không có hứng thú gì, nhưng vẫn chế tạo ra, để phòng bất cứ tình huống nào. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy lại phát huy công dụng. Lăng Hàn cầm trận cơ trở trở lại trong sân cát, sau đó hai tay hắn huy động liên tục, nhất thời, giống như thiên nữ rắc hoa. 36 cây trận cơ đồng thời cắm ở trên mặt đất, lại bị hắn lấy niệm lực dẫn động, trận pháp hình thành. "Xin mời." Hắn nhìn về phía Trọng Phi Dương nói. Trọng Phi Dương đương nhiên sẽ không kinh sợ, hắn nhanh chân tiến vào trong trận pháp, nhất thời, lửa mạnh cháy hừng hực thiêu đốt, biến khu vực trận pháp bao phủ thành một biển lửa. Hắn tiện tay vung lên, bên cạnh lập tức xuất hiện thêm năm cái trận cơ bảo vệ hắn. Cái này có thể duy trì liên tục trong một khoảng thời gian, nhưng Trọng Phi Dương tin tưởng có chút thời gian này đã đủ rồi. Hắn lập tức bắt đầu phá giải trận pháp, tìm kiếm tiết điểm của trận pháp. Thời gian trôi qua từng chút một, Trọng Phi Dương không ngừng thử, lại nhiều lần thất bại. Hắn đúng là thiên tài trận đạo, chỉ mới thử 11 lần, hắn lại phá giải được liệt diễm trận này. Chỉ có điều Hắn sử dụng thời gian cũng đã tới hơn 13 phút, tất nhiên bại bởi Lăng Hàn. Lăng Hàn thắng được, hoàn toàn không có tranh cãi. Trần Hạo mừng rỡ, trận đạo liên tục xuất hiện hai thiên tài, hắn làm hội trưởng này đương nhiên trong lòng cao hứng, có người kế nghiệp, hừ hừ, qua một trận này, hắn lại dẫn Lăng Hàn cùng Trọng Phi Dương đi tìm kỳ lão đầu của tổng hội Đan đạo, để cho lão nhân này nhìn thấy, cho dù không có hồng thiên bộ, trận đạo cũng vẫn có vô số nhân tài. Chương 3701, thiếu nữ kỳ quái Lam Hàn ban đầu muốn lập tức quay về học viện, nhưng Tổng hội trận đạo còn muốn phát cho hắn và Trọng Phi Dương chứng nhận trận sư trung cấp, bởi vậy lại phải ở chỗ này đợi một ngày. Buổi tối, hắn lật xem phần thưởng lấy được, cái tàn trận này gọi là tuyệt bích, trận cơ vô cùng đặc biệt. Không phải lấy tảng đá, kim loại làm nguyên liệu, mà trực tiếp khắc trận văn ở trên trang phục hàng ngày. Sau khi mặc vào, trận pháp gặp phải công kích sẽ tự động kích hoạt, hình thành phòng ngự cường đại. Trận pháp mặc trên người còn có thể chơi như vậy sao tư duy của lang hàn lập tức phát tán đã như vậy dĩ nhiên cũng có thể khắc trận văn ở trên khôi giáp chế tạo ra một đại quân vô cùng kiên cố không thể phá được giới hạn phòng ngự cao nhất của tuyệt bích trận đạt tới khai khiếu cảnh chỉ có điều bởi vì trận pháp tàn phá lực phòng ngự tất nhiên sẽ đột nhiên giảm xuống chỉ có thể phát huy ra uy năng cấp bậc minh văn cảnh cái này cũng cực kỳ kinh người bởi vì hiện tại cũng chỉ có một khai khiếu cảnh nhưng nhìn điều kiện vẽ trận văn lăng hàn không khỏi líu lưỡi bởi vì trận này cần dùng đến máu minh văn cảnh làm mực có thể là yêu thú cũng có thể là võ giả ai chẳng lẽ muốn lăng hàn chạy đi tìm hoành thiên đại soái hoặc là kim cương đại soái mời bọn họ rút ra chút máu sao bất luận là trận pháp hay đan đạo sau khi đến cao giai khó khăn lớn nhất chính là đi chuẩn bị nguyên liệu thế nào lăng hàn thu hồi trận pháp tạm thời không suy nghĩ tới trận pháp này chờ lấy được máu cấp bậc minh văn cảnh lại nói sau Ngày hôm sau, Lăng Hàn đang muốn quay về học viện, Trọng Phi Dương lại đi qua, cùng hắn hàn huyên một hồi, nói tràn ngập kính để đối với năng lực trận đạo của hắn, muốn cùng hắn thảo luận về trận đạo. Lăng Hàn thực sự không rảnh, liền từ chối khéo, khiến cho Trọng Phi Dương rất thất vọng. Lăng Hàn cũng không chú ý tới, hiện tại hắn thực sự có quá nhiều việc bận, trở lại học viện, Lăng Hàn tiếp tục chăm chỉ tu luyện. Ở trên đường đi hái chu quả, Lăng Hàn đã thôi diễn bất diệt thiên kinh ra công pháp hoán huyết cảnh giới hạn trong cảnh giới của hắn. Cái này có lẽ không phải là công pháp luyện thể mạnh nhất đương đại, nhưng trong võ đạo sơ hưng hiện tại, Bất Diệt Thiên Kinh hẳn không có đối thủ nào. Mỗi ngày hắn gặm mật, tăng cường độ thể phách lên, thể lực cũng điên cuồng tăng lên. Ngũ biến bình thường, bí lực chắc hẳn là ở khoảng 200 vạn cân. Nhưng Lăng Hàn chắc hẳn cực hạn của mình có thể xông lên 500 vạn cân. Lại thêm thể lực, cộng lại đạt được 1000 vạn cân, hẳn không có vấn đề. Lực lượng này quá kinh khủng đến lúc đó lăng hàn thậm chí có thể giơ tay nâng lên một chiếc không hạm cỡ chung trong tay hắn đã có rất nhiều tiền tài lăng hàn tiện tay thu mua dược liệu mau chóng hóa giải độc tố ly hồn đan trong cơ thể độc này không giải thích được trung quy cảm giác bị người đặt một cây đao ở bên gáy có học sinh tới chơi hy vọng lăng hàn có thể đứng lên thành lập một thế lực mới lấy danh vọng hắn hiện tại tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý đầu nhập vào ở dưới trướng của hắn lăng hàn lại hoàn toàn không có hứng thú ở thế giới nguyên lâu như vậy hắn còn có thể lưu luyến quyền lực sao sau khi làm bang chủ cái gì đó hắn nhất định sẽ bị liên lụy tốn rất nhiều tinh lực làm gì có được tự do tự tại giống như hiện tại tiểu thị nữ còn đang bế quan trùng kích hoán huyết cảnh ngay cả thời gian hầu hạ hắn cũng không có không chỉ lăng hàn có chút không thói quen cho dù là con heo háo sắc cũng vậy nó cùng lăng hàn mắt lớn chừng mắt nhỏ con heo háo sắc này quay về phía lăng hàn hừ hừ ý tứ là heo đại gia đói bụng nhanh đi cho ra ăn. Lăng Hàn cười ha hả, heo sứa quay người có ăn hay không? Heo háo sắc lập tức giận dữ, bốn chân tung bay, tính sông lại liều mạng cùng Lăng Hàn. Nhưng mới chạy được vài bước nó đã chạy chậm lại, thở hồng hộc, sau đó đi nằm úp sấp trên mặt đất, trực tiếp mệt co quắp. Lăng Hàn lắc đầu, cười nói, ai bảo ngươi ăn mập như vậy, ngươi xem một chút xem, bốn chân ngắn ngủ lại giống với cái gì. Heo háo sắc chừng mắt với hắn, khốn kiếp, nó chính là ăn ngon lười làm như vậy, thì thế nào? Chỉ có điều, Lăng Hàn quả thực cũng có chút đói bụng. Hắn liền từ bên trong dưỡng nguyên hồ lô lấy ra một con sơn dương. Đây là một con yêu dê hắn giết ở trong núi, có tu vi hoán huyết cảnh, không chỉ mùi vị cực ngon, hơn nữa đối với võ giả còn có rất nhiều lợi ích. Trước đó hắn đã ăn phân nửa, bây giờ còn lại phân nửa. Đốt một đống lửa, Lăng Hàn nướng đùi dê lên, thứ này nướng ra, mùi rất thơm, người thấy được mùi thơm, heo háo sắc lập tức bắt đầu chảy nước miếng xem chút tiền đồ của ngươi này, lăng hàn lắc đầu, heo háo sắc sử dụng một con chân chỉ vào lăng hàn, kêu vài tiếng ếch, ý tứ là nhìn lại bản thân ngươi đi, cũng không có chỗ nào tốt hơn so với heo đại gia. ọc ọc, âm thanh từ trong bụng truyền đến, lại vừa không phải là do lăng hàn hay là con heo nhỏ háo sắc. một người một heo đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy ở trên tường viện có một người đang nằm, hai con mắt nhìn chằm chằm vào thịt dê nướng trên đống lửa, thật sự chuyên chú. ực ực, người kia nuốt nước bọt, tiếng rất lớn. Lăng Hàn kinh ngạc, da hỏa này đã đói bụng đến mức phát ra thành tiếng, còn không chịu nổi nuốt nước miếng, lại là một thiếu nữ, nhìn qua chỉ có khoảng 14-15 tuổi. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn hoàn toàn không phát hiện ra nàng xuất hiện ở trên đầu tường từ lúc nào. Nếu không có tiếng bụng kêu lên, hắn còn muốn mơ hồ tới mức nào. Một thiếu nữ 14-15 tuổi đi tới gần như vậy, làm thế nào giấu giếm được thần giác của hắn. Chuyên tâm nướng, không nên để cháy. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng, âm thanh du dương. Khóe miệng Lăng Hàn không khỏi co quắp, nàng chắc hẳn nên suy nghĩ chuyện này sao? Nàng không phải nên suy nghĩ giải thích xem tại sao lại muốn ghé vào trên tường nhà ta sao? Hắn có vô số điểm muốn nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên bắt đầu từ một điểm nào. Được, Lăng Hàn gật đầu, chuyên tâm nướng đùi dê. Lại mấy phút sau, mùi thịt nướng thơm lừng nhẹ nhàng thoảng bay, càng mê người. Thiếu nữ kia không khỏi vươn cái cổ dài hơn, cả nửa người đều lơ lửng giữa trời sau đó bịch một cái, từ trên tường ngã xuống. Nàng phủi mông một cái bỏ dậy, dông hư không có việc gì. Nàng ngược lại không sợ người lạ, đi nhanh tới, đặt mông ngồi xuống, đưa tay ra lấy thịt dê. chương 3702, hóa giải một Lăng Hàn không khỏi cười, nói, người lớn nhà nàng đâu, chết rồi, thiếu nữ mặt không đổi sắc nói, đã cầm đùi dê trực tiếp gặm. Con heo nhỏ háo sắc nhất thời giận dữ, vươn móng heo chỉ vào thiếu nữ, bộ dạng ta phải liều mạng dám cướp thịt của heo đại gia, chán sống. Mấu chốt là, ngực còn nhỏ như vậy. Khốn kiếp, đó là điều heo đại gia ghét nhất. Lăng Hàn nhìn thiếu nữ, nhíu mày. Thiếu nữ này cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, hoàn toàn không nhìn ra tu vi cao thấp. Muốn nói nàng chỉ là người bình thường, lại làm sao có thể lặng lẽ gần mà không bị hắn phát hiện. Nếu muốn nói tu vi của nàng còn cao hơn cả Lăng Hàn, vậy thì càng không thể tưởng tượng nổi. Mới 14-15 tuổi đã đạt cực cốt cảnh, đó không phải là còn muốn yêu nghiệt hơn so với hồng thiên bộ sao? Nếu thật sự có quái vật như vậy, còn không phải đã sớm nổi danh khắp thiên hạ. Hắn nhìn thiếu nữ ăn như hổ đói, nói, tiểu cô nương, nàng tên là gì? Tiểu cô nương, thiếu nữ buông đùi dê, nhưng đầu nhìn lăng hàn một hồi. Lão nương làm mẹ ngươi cũng dư giả, thực là một nhà đầu không khiến cho người ta yêu thích. Đều nói ăn thịt người miệng ngắn, nàng thì hay rồi, ngược lại còn chiếm tiện nghi. Heo háo sắc nỗ lực nhảy lên một cái, gặm miếng thịt dê, nhưng bất đắc dĩ, lực nhảy lên quá mức khả quan, cách mặt đất chỉ có ba tấc liền rơi xuống, cách va chạm tới miếng thịt còn kém xa lắm. Thiếu nữ hình như hứng thú, đặt miếng thịt thấp một chút, đợi tới thời điểm heo háo sắc muốn cắn, nàng lại nhấc lên, khiến cho heo háo sắc cắn vào một khoảng không. Nàng vui vẻ cười ha ha, còn nói không phải là tiểu hài tử, Lang Hàn cũng không có hỏi lại, chỉ lẳng lặng nhìn nàng trung quy sẽ không bỏ chạy tới đây ăn một bữa thịt dê một lát sau thiếu nữ dường như chán đùa với heo tiện tay vứt cái đùi dê ăn chỉ còn xương trên mặt đất nói tiểu tử bụi cây dưỡng bình thụ kia là do ta trồng lúc heo háo sắc nhào ra ngoài lại phát hiện chỉ ngậm được một cái xương không khỏi giận dữ ngươi là chó sao lại có thể gặm xương sạch như vậy ngay cả một thớ thịt cũng không tìm được lang hàn lại nhất thời kinh sợ dưỡng bình thụ lại là do nàng trồng không có khả năng bụi cây dưỡng bình thụ kia chí ít đã trồng dưới mấy chục năm nàng trẻ tuổi như vậy căn bản không giống ta vừa mới đánh cho con chó lười biếng kia một cái hiện tại đến lượt ngươi thiếu nữ giơ tay lên một cái đai lưng rút ra cuối cùng lại hóa thành một cây roi nghe được bốn chữ con chó lười biếng lăng hàn liền có thể kết luận thiếu nữ này không có khả năng ăn nói lung tung nếu không cũng sẽ không biết dưỡng bình thụ là do một con yêu khuyển cực cốt cảnh canh gác vút, người thiếu nữ dơ roi lên, nhất thời, cái roi dài phát ra tiếng nổ, tràn ngập sóng khí tức đáng sợ. Đây là khí tức cực cốt cảnh, hơn nữa còn có thể là cấp bậc tứ cốt thậm chí ngũ cốt. Lúc này, Lăng Hàn tin tưởng con chó lười biếng kia là do thiếu nữ nuôi, dưỡng bình thụ là do thiếu nữ chồng. Thậm chí, người này căn bản không phải là một thiếu nữ, chỉ là nhìn qua dáng vẻ tương đối trẻ mà thôi. Tiền bối, tại hạ thất lễ, hắn ôm quyền, người thất lễ chỗ nào, thiếu nữ lộ ra thất sắc mở mịt, quay về phía Lăng Hàn quan sát từ trên xuống dưới một hồi. Quần áo của ngươi lại không có chỗ nào không chỉnh tề, tại sao lại nói thất lễ? Đúng rồi, tiểu tử, ngươi cũng không nên ngắt lời. Lão nương là tới đánh ngươi, năng lực hiểu của thiếu nữ này rất có vấn đề. Lăng Hàn thở dài, nói, tại hạ cũng không biết dưỡng binh thụ này là do tiền bối chồng, cho nên mới hái vài cái. Bằng không, như vậy đi, ta đền tiền cho tiền bối thì thế nào? Thảo nào phía học viện không tìm hắn gây phiền phức hóa ra là thiếu nữ này chồng tất nhiên có chủ nhân tự mình đến đòi nợ thiếu nữ nhìn chằm chằm vào hắn ngươi chẳng lẽ không biết chữ sao lão nương ở dưới chân núi đã cắm một tấm bảng hiệu phát ra lời cảnh cáo tấm biển cảnh cáo còn do nàng viết lang hàn thở dài nói tiền bối ngài nói cái giá đi ta nhất định tận lực bồi thường bồi thường là một chuyện nhưng ngươi trộm đồ của lão nương không đánh ngươi một trận lão nương lại không cam lòng thiếu nữ vung roi phát ra những tiếng vút vút heo háo sắc lặng lẽ lui về phía sau gặp phải loại tình huống này nó tất nhiên là không nghĩa khí bỏ chạy khốn kiếp chỉ là đáng thương cho miếng thịt dê nướng của nó suy nghĩ trong đầu của lăng hàn thay đổi thật nhanh cười nói tiền bối ngài là cực cốt cảnh tại hạ lại chỉ là hoán huyết nhất biến tiền bố khi dễ người như vậy không tốt lắm đi không bằng chúng ta áp chế cảnh giới cùng dai đánh một trận thì thế nào thiếu nữ cười lạnh lão nương là tới đánh ngươi cũng không phải thử so đấu với ngươi, tại sao phải áp chế tu vi, cùng ngươi đánh một trận công bằng. Vậy dĩ nhiên là tiền bối quang minh lỗi lạc, không chiếm tiện nghi của tiểu bối. lang Hàn đưa đỉnh đầu qua tâm bốc, hắn cũng không muốn bị người điên cuồng đánh, hắn cũng tự hiểu lấy mình, tu vi của thiếu nữ này chỉ ít là tứ cốt, hắn tuyệt đối không thể địch nổi, cho nên, nếu như đối phương đồng ý áp chế cảnh giới đánh một trận, hắn lại không sợ. Thiếu nữ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, cùng cảnh giới đánh một trận, lão nương không phải là đối thủ của ngươi mặc kệ bằng dựa vào ngươi cũng quá chính trực a à, cái đó hình như có chút giống với người nào đó lang hàn thử thăm dò nói một mình nàng là tiểu nha đầu lông cũng không có đủ dài mở miệng liền nói lão nương không xấu hổ sao lông không đủ dài thiếu nữ lộ ra vẻ nghi hoặc xoay người giật quần lại liếc mắt thoáng nhìn sau đó nói rõ ràng đủ dài được hiểu rõ lang hàn nói tiền bối và các thu lĩnh là quan hệ như thế nào trước đó hắn lại chỉ gặp qua một thiếu niên ngay thẳng như thế nếu nói hai người không có quan hệ gì đánh chết lang hàn cũng không tin thiếu nữ không khỏi sửng sốt nói ngươi lại quen biết với thằng nhóc đó các thu lĩnh là bằng hữu của ta lang hàn cười nói thiếu nữ nghiêng đầu suy tính một hồi mới nói các thu lĩnh là con trai của lão nương lang hàn nghiến răng hai người này nếu như đứng chung một chỗ ai cũng sẽ cho rằng bọn họ là huynh muội hắn chỉ có thể gật đầu, nói, tiền bối bảo dưỡng thật tốt, heo háo sắc xem thường, khốn kiếp, điều này không phải là vấn đề bảo dưỡng, mà là nha đầu kia bộ dạng trẻ không bình thường. chương 3703, Hóa Giải khai Thiếu nữ lại là nghiêm nét mặt nói, lão nương tu luyện xích tử hốn thiên quyết, diện mạo biến hóa thật chậm. Ngay cả thân thể cũng như vậy, hóa ra như vậy, lang hàn âm thầm gật đầu, không chỉ là diện mạo và thân thể, nhìn thế nào ngay cả tâm tính cũng như vậy ngay cả nói lão cũng không biết ngươi đã là bằng hữu của thằng nhóc kia lão nương hình như cũng không tiện lại đánh ngươi thiếu nữ do dự nhưng mình giận đùng đùng chạy tới lại xám xịt rời đi như vậy hình như lại có phần không thể nào nói nổi nàng thở dài nói mấy cái lá cây dưỡng binh coi như là lão nương tặng cho ngươi quả ra mắt cảm ơn tiền bối lăng hàn ôm quyền thi lễ một cái không thể không thừa nhận những lá cây dưỡng binh đó giúp hắn rất nhiều chuyện đầu tiên là trấn áp hồ dương lại giúp hắn lấy được mật và chu quả nghìn năm đi thiếu nữ vô cùng dứt khoát buộc cái roi ràng bên hông sau đó lại tung người leo tường rời đi tiền bối còn không biết tục danh của ngài lăng hàn lớn tiếng nói cát thu nguyệt từ phía xa truyền đến giọng nói của thiếu nữ cát thu nguyệt khóe miệng lăng hàn lại co quắp một cái ngay cả đặt tên cũng vô năng như vậy sao cát thu nguyệt và cát thu lĩnh ai nghe mà không cho rằng bọn họ là huynh muội hoặc là tỷ đệ có lão nương như vậy, thảo nào sẽ bồi dưỡng được tính cách cát thu lĩnh như vậy. Mặc dù có chút quá mức chính trực, nhưng tính cách như vậy nhất định phải tốt hơn nhiều so với các loại ngụy quân tử. Chí ít giao tiếp với người như vậy không cần lo lắng sẽ bị bán đi. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, ban đầu hắn dự định sử dụng ra phi toa bộ chạy trốn, dưới tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh, lượng cát thu nguyệt cũng không có khả năng đuổi theo mình. Nhưng thoát được nhất thời, không trốn thoát được một đời, vẫn như bây giờ giải quyết hòa bình là tốt nhất chỉ có điều hắn coi như là thiếu nợ cát ra một nhân tình lớn liền trả lại ở trên người cát thu lĩnh hắn một lần nữa nướng một cái đùi dê cùng con heo nhỏ háo sắc chia thức ăn sáng ngày hôm sau sau khi hắn tu luyện xong tính cầm mấy khối mật đi tìm cát thu lĩnh cát thu lĩnh chẳng biết tại sao nhưng đây là đại ca cho làm tiểu đệ đương nhiên không có đạo lý nào không nhận hắn liền không khách khí thu lại lăng hàn suy nghĩ một chút lại đi tổng hội đan đạo hắn là đan sư cao cấp chỉ là tổng hội còn chưa có xác nhận xuống. Khổ cứ thành đã bị thú triều diệt, hiện tại hắn tới đế đô, đương nhiên cũng phải xử lý chuyện này. Dù sao có thân phận một đan sư cao cấp sẽ khiến hắn thuận tiện hơn rất nhiều. Đón một chiếc xe, hắn rất nhanh lại đi đến tổng hội đan đạo. Hắn một mình đi đường, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng thứ nhất là không nhất thiết phải làm như vậy. Thứ hai hắn ở đế đô chạy như thế, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hủy, nhất định sẽ bị truy nã. Tổng hội đan đạo, người rảnh rỗi tránh tiến vào lăng hàn bước qua cầu thang thật dài còn chưa có vào cửa liền bị bảo vệ cửa ngăn cản lại hắn cười nói ta là lăng hàn là đan sư ở đây bảo vệ cửa kia nửa ngờ nửa tin tuy rằng hắn không dám nói đan sư ở đây mình cũng biết nhưng lăng hàn cũng quá lạ mắt hắn chỉ vào bên cạnh nói vậy ngươi quét phân tay đi lăng hàn đưa ngón tay tới kết quả lại là đèn đỏ lóe lên điều này biểu thị không thông qua cấm tiến vào Bảo vệ cửa kia lập tức hừ một tiếng, nói: "Không nên quấy rối nữa, lập tức rời đi, bằng không ta thông báo cấm vệ quân bắt ngươi." Tổng hội Đan đạo lại là một trong mấy địa phương quan trọng nhất ở Đế đô. Ở đây xảy ra chuyện gì quả thực sẽ kinh động tới cấm vệ quân. Lang Hàn nhướng mày, sau khi hồ cứ thành xảy ra chuyện, quả nhiên không chuẩn bị thỏa đáng thân phận của hắn. Hắn cũng không có thói quen giận chó đánh mèo, liền lui lại cầu điều thứ hai, nói: "Vậy ta tới chứng thực đan sư." Bảo vệ cửa nhìn hắn vẻ mặt đề phòng cướp, ngươi một hồi nói là đan sư, một hồi còn nói phải chứng thực đan sư. Đây không phải là tự mâu thuẫn sao, nhưng hắn lại không thể cấm người khác tới chứng thực đan sư. Hắn do dự một chút mới nói, được, ngươi ở nơi này đăng ký một chút, ta báo lên cho ngươi. Hắn ở trên quang não thao tác một chút, lại bảo Lăng Hàn ghi tin tức của mình vào. Lăng Hàn điền đúng sự thật, điều này tất nhiên không cần thiết giấu giếm. Sau khi bảo vệ cửa kia ghi tin tức vào, Lập tức lại điều tra được tin tức của Lăng Hàn, học sinh của Học viện Đế Đô. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu là học sinh của Học viện Đế Đô, khả năng trong lòng có ý định gây rối lại gần như là số 0. Hắn cho Lăng Hàn một giấy chứng nhận tạm thời, gài ở trên ngực, sau đó cho Lăng Hàn đi qua. Lăng Hàn tiến tổng hội đan đạo, nơi này tất nhiên lớn đến kinh người, phía sau còn có thành núi rừng. Hắn đi tới trước đài, ghi mục đích của chuyến này của mình vào chứng thực đan sư nhân viên trước đài liếc mắt nhìn hắn một cái không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trẻ tuổi như vậy tính chứng thực đan sư tiền đồ vô lượng đó là một nữ tử khuôn mặt vẫn có chút xinh đẹp nàng vốn rất lãnh đạm nhưng biết được lăng hàn phải chứng thực đan sư lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình địa vị đan sư cao cả có thể kiếm được rất nhiều tiền tài nữ nhân nào không muốn gả cho đan sư cho nên nhìn lăng hàn còn trẻ như vậy mỹ nữ trước đài này đương nhiên động tâm nàng bưng trà đưa nước liều mạng lưu lại cho lăng hàn một ấn tượng tốt lăng hàn đương nhiên không hề động đậy một lát sau lại có người qua thông báo với hắn có thể tiến hành chứng thực chỉ có điều vì đan sư sơ cấp cần phải tự chuẩn bị nguyên liệu lăng hàn liền đi mua một phần trước sau đó mới đi theo điều này tất nhiên khiến cho ba đan sư sơ cấp chịu trách nhiệm chứng kiến hết sức bất mãn có một người tương đối cay nhiệt lập tức biểu đạt bất mãn về phía lăng hàn lăng hàn không có để ý tới chỉ là quay lại nhìn người này thêm một chút. Nhìn cái gì, nhớ kỹ, ta là lư bộ, đan sư sơ cấp này nói, vô cùng kiêu ngạo, bởi vì cậu hắn là đan sư trung cấp, cho nên hắn vẫn rất cao ngạo. Cho dù là sơ cấp đan sư khác, hắn cũng không để ở trong mắt. Lăng Hàn cười nhạt, bắt đầu luyện đan, hai giờ sau, thành đan, sắc mặt lư bộ có chút không dễ nhìn, hắn rất hy vọng Lăng Hàn thất bại, nhưng đối phương lại thành công, chẳng khác nào tắt hắn một cái chương 3704, lại chứng thực, chúc mừng, hai người khác lại nhìn về phía Lăng Hàn chắp tay, mặt tươi cười. Lăng Hàn gật đầu, nói, ta muốn tiếp tục chứng thực đan sư trung cấp, một lời vừa ra, hai đan sư đang chúc mừng này không khỏi sửng sốt. Có người chứng thực như vậy sao? Trước đây quả thực từng xuất hiện người giả vờ châu bò, vẫn không chứng thực được đan sư sơ cấp. Mãi đến khi thực lực đạt tới trung cấp, lúc này mới một tiếng khiến người kinh ngạc, cũng bị coi là điển phạm thích thể hiện nhưng lại có mấy người chịu được tịch mịch như vậy, rõ ràng có thể hưởng thụ đãi ngộ của đan sư sơ cấp, lại không nhịn vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng quá trẻ tuổi, nhìn qua chỉ 18-19 tuổi, làm sao có thể thành đan sư trung cấp. Chỉ có điều, chứng thực đan sư trung cấp là quyền lực cơ bản của mỗi đan sư. Chỉ cần là đan sư sơ cấp đều được, cho nên, hai người tất nhiên cũng không có lý do cực tuyệt, chỉ có thể bẩm báo về phía trên. Ha ha, ngươi lại còn muốn chứng thực đan sư trung cấp. Lư bộ không nhịn được diếu cợt, lăng hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nói, con người ngươi có tiện hay không, ta có nhận chứng đan sư trung cấp hay không có liên quan tới ngươi cái lông. Hiện tại vừa vặn không cần ngươi chứng kiến, cũng không tới phiên ngươi đáp ứng hoặc là từ chối. Ngươi nhảy lên nhảy xuống vui mừng như thế làm gì, trên trán lư bộ, gân xanh giật mạnh, trong lòng hắn thầm thề, hắn nhất định phải chỉnh cho lăng hàn thống khổ hắn đương nhiên không chút suy nghĩ tới khả năng lăng hàn có thể trở thành đan sư trung cấp. Có chiêu bài cậu hắn, hắn muốn đối phó với một đan sư sơ cấp vẫn rất dễ dàng. Rất nhanh lại có ba gã đan sư trung cấp đi tới. Đây chính là đế đô, số lượng đan sư trung cấp tuy rằng không nói có nhiều lật trời, nhưng ít ra so với các thành thị khác cũng nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Người đến nơi, bản thân lăng hàn lấy ra nguyên liệu. Đù sao luyện ra đan là của mình, hắn thuần thục lựa chọn dược liệu, sau đó mở ra trận, bắt đầu luyện. Hai canh giờ đã qua, hắn tất nhiên dễ dàng thành công. Ba gã đan sư trung cấp đánh giá qua một chút, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ thành công, hơn nữa phẩm chất cao tới mức kinh người. A, à, một người trẻ tuổi còn không có tới 20 tuổi như thế, lại có thể thành tựu đan sư trung cấp. Nhìn lại bọn họ xem, có người không phải là năm sáu chục tuổi. Người so với người, khiến người ta tức chết, Lư Bộ lại cảm giác được một hơi lạnh mãnh liệt, dù thế nào hắn cũng không ngờ được Lăng Hàn thật sự có thể thành đan sư trung cấp. Thật thái quá, thật thái quá. Hắn tự nhiên hối hận, tại sao lại muốn đi trêu chọc Lăng Hàn, thực sự dài một miệng thối a. À. Chỉ có điều, hắn cũng muốn bỏ đi mặt mũi, đi xin Lăng Hàn khoan dung. Dù sao cậu mình cũng là đan sư trung cấp, cũng không yếu hơn so với Lăng Hàn, về tư cách còn lâu hơn nhiều. Cho nên, sau này hắn chỉ cần không đi trêu chọc Lăng Hàn, đối phương cũng không dám bắt hắn làm thế nào. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ta muốn tiếp tục chứng thực đan sư cao cấp." Không có người nào nói chuyện, chỉ là ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Hàn giống như nhìn một người điên. "Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ánh mắt như vậy, phản ứng như thế, Lăng Hàn cũng đã thấy nhiều. Ai bảo hắn là đế vương đan đạo, luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chỉ cần phù hợp với quy tắc, không ai có thể ngăn cản một đan sư đi chứng thực cấp bậc cao hơn. Bởi vậy, lập tức có người đi mời đan sư cao cấp. Điều này cần một chút thời gian, cho dù là tổng hội trận đạo cũng chỉ có chừng 10 đan sư cao cấp, mỗi người đều đang nghiên cứu đan đạo, loại động một chút là sẽ nhốt mình mấy ngày mấy đêm. Hơn một giờ sau, ba gã đan sư cao cấp mới tâm không cam lòng không nguyện đi qua. Nếu như tên đan sư trung cấp kia không thành công, bọn họ nhất định sẽ hung hăng đánh cho người đó một trận. Lại dám khiến cho cắt ngang quá trình bọn họ nghiên cứu. Hội, hội trưởng đại nhân, có người đột nhiên kinh ngạc kêu lên, nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn lại về phía một lão đầu thấp bé. Người này chính là hội trưởng Tổng hội Đan Đạo Kỳ Liên Đông, Đế Đô, cũng là đan đạo tông sư duy nhất trong cả huyền Bắc Quốc. Kỳ Liên Đông nhìn về phía mọi người khẽ gật đầu, hắn nghe nói có người muốn chứng thực đan sư cao cấp, tất nhiên cũng bị kinh động. Nhất là, đây là một người thiếu niên chưa đến 20 tuổi. Hắn quá mong đợi, ra mắt hội trưởng đại nhân, ba gã đan sư cao cấp này cũng nghiêm nghị hành lễ. Có thể nói, hiện tại những người đan sư cao cấp tại huyền Bắc Quốc đều nhận được Kỳ Liên Đông chỉ điểm nếu không nhờ hắn vô tư chỉ điểm bọn họ liền không có khả năng có được thành tựu giống như hiện tại cho nên danh vọng của kỳ liên đông đặc biệt cao tiểu tử có lòng tin sao kỳ liên đông nhìn về phía lăng hàn hỏi lăng hàn a một chút nói chỉ là chuyện nhỏ a à, khẩu khí này lớn tất cả mọi người đều lắc đầu toàn bộ huyền bắc quốc cũng chỉ có bốn mươi mấy đan sư cao cấp có người nào không phải là lão nhân chừng trăm tuổi Ngươi một người trẻ tuổi lại có thể sánh vai cùng bọn họ cũng đã là chuyện không thể nào tưởng tượng được, còn không để ý như vậy. Tầm mắt Kỳ Liên Đông nhất thời chuyển sang, nói: "Ngươi chính là Lăng Hàn từ Hổ Cứ Thành tới?" Hắn cuối cùng nghĩ đến, trước khi Hổ Cứ Thành bị hủy diệt, đã từng truyền về phía tổng hội một phần thỉnh cầu, chính là thỉnh cầu đan sư cao cấp cho một người trẻ tuổi tên là Lăng Hàn. Chỉ là sau khi tin tức truyền lại, không có ai dám tin tưởng, chỉ tưởng phân hội Hổ Cứ Thành nhầm. Chỉ là hai bên còn không có khai thông xong, Hồ Cứ Thành lại bị tiêu diệt. Bởi vậy chuyện này cũng chưa được giải quyết. Linh Quang vừa hiện, Kỳ Liên Đông lập tức lại liên hệ giữa Lăng Hàn và người ở Hồ Cứ Thành kia. Lăng Hàn cười, nói, ta đúng là từ Hồ Cứ Thành tới. Lời này vừa nói ra, ba gã đàn sư cao cấp đều a à một chút, lộ ra vẻ bừng tình. Bọn họ đương nhiên cũng có tư cách biết chuyện này. Những người khác lại không hiểu nguyên nhân. Bọn họ không biết tại sao Kỳ Liên Đông lại đột nhiên nhảy ra một câu như vậy. Bắt đầu đi, Kỳ Liên Đông phất tay một cái. Hắn vốn cũng không tin một người trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi có thể thành đan sư cao cấp. Nhưng bây giờ hắn chỉ ít tin tưởng chín thành, chỉ có điều, chỉ hắn tin tưởng cũng vô dụng, Lăng Hàn cần dùng hành động thực tế để chứng minh, nếu không không thể phục chúng. Chương 3705, trận thi đấu săn bắn lớn. Lăng Hàn bày ra trận pháp, lập tức bắt đầu, tất cả mọi người đều kinh ngạc, phải biết rằng luyện đan lại là chuyện cực kỳ hao tổn tinh thần. Bình thường một ngày cũng luyện một lò, nhưng Lăng Hàn thì hay rồi ngay cả luyện hai lò không tính là lại còn muốn mở ra lò thứ ba như vậy cũng có thể thành công đó thật sự là không có thiên lý nhưng chuyện không có thiên lý lại rõ ràng đang diễn ra ở trước mắt của bọn họ lăng hàn khống chế được trận pháp tinh chuẩn hoàn toàn không có một chút dấu hiệu muốn nổ lò cái này tất cả mọi người cảm giác ra đầu có chút tê dại đây là quái vật thế nào cho dù là kỳ liên đông cũng có chút xúc động tuy rằng hắn đã sớm tin tưởng lăng hàn có thực lực như vậy nhưng luyện đan dược cao cấp còn nhẹ nhàng như vậy, đây thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hai giờ sau, đan thành, ba gã đan sư cao cấp nhất nhất tới giám định, rất nhanh đã có được kết luận, Lăng Hàn không chỉ chế luyện thành công, hơn nữa phẩm chất đan thành đặc biệt cao. Nhất thời, người xung quanh đều chấn động, trời ạ, à, hiệp hội đan sư lại có thể xuất hiện một đan sư cao cấp chưa đầy 20 tuổi. Như vậy bọn họ không thể yếu hơn so với người của hiệp hội trận đạo. Bởi vì bọn họ có một hồng thiên bộ chỉ có điều 23 tuổi cũng đã là trận sư cao cấp. So sánh xuống, hiệp hội đan đạo quả thực đều là đống cặn bã. Nhưng lang Hàn xuất thế, lại thay đổi tất cả. Đan sư cao cấp chưa đầy 20 tuổi, ngay cả Hồng Thiên Bộ cũng phải xấu hổ không bằng được. Tuy rằng hai người hoàn toàn không phải cùng một lĩnh vực. Khóe miệng lư bộ lại co giật, hắn chỉ cảm thấy trong miệng đều là vị đắng. Tất cả mọi người ở xung quanh hắn đều đang cố ý giữ khoảng cách. Có không ít người cách xa chỉ ít một trường, thật ra nhiều người đều thấy được lư bộ kêu gào về phía lăng hàn lăng hàn có thể không thu sau tính sổ đừng nói phía sau lư bộ chỉ là một đan sư trung cấp chỉ sợ cho dù cũng là đan sư cao cấp tất cả mọi người vẫn thiên về phía lăng hàn không có cách nào lăng hàn quá trẻ tuổi tiền đồ tương lai không thể đo đếm nếu quả thật muốn đặt cửa một người vậy tuyệt đối là lăng hàn mọi người nhìn lư bộ giống như nhìn một người chết đắc tội một vị đan sư cao cấp còn có thể lăn lộn ở trong Tổng hội Đan Sư sao? Ha ha ha, Kỳ Liên Đông cười to. Hắn thật sự cao hứng, tự mình đi tới, nắm tay Lăng Hàn, ý đồ coi trọng lại thể hiện rõ ràng. Hắn phát biểu nói chuyện một hồi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cơ bản nhất chính là Hiệp hội Đan Đạo xuất hiện một Lăng Hàn, lại không cần lo lắng bị Hiệp hội Trận Đạo giếu cợt bọn họ không có thiên tài nào lấy ra tay. Khóe miệng Lăng Hàn không khỏi giật vài cái, nếu như để cho Kỳ Liên Đông biết hắn còn là thiên tài Trận Đạo trên mặt sẽ lại là biểu tình gì. Thôi đi, vẫn không nói thì hay hơn, Lăng Hàn không có khả năng chỉ vì thu được cái danh hiệu đan sư cao cấp này. Hắn còn muốn thu được nhiều phương pháp luyện đan hơn, sau khi trở thành đan sư cao cấp của Tổng hội, Lăng Hàn thu được quyền hạn cực lớn, có thể xem lướt qua các loại phương pháp luyện đan cao cấp. Trên thực tế, trước mắt những phương pháp luyện đan hắn vẫn không thể nhìn thấy cũng chỉ có 7 loại. Trong đó 5 loại là cấp tông sư, hai loại là cao cấp, hắn cần phải ở hiệp hội đan sư nhiều năm, hay là lập được công lớn mới có khả năng xem được lăng hàn tạm thời cũng không cần dùng đến đan dược cao cấp bởi vậy hắn cũng không có quá mức sốt ruột từ từ sẽ đến được ở hiệp hội đan sư đợi một ngày hắn ghi lại tất cả phương pháp luyện đan điều này không cho phép sử dụng quang não được ghi lại nếu bị điều tra ra được sẽ bị xử phạt nghiêm khắc chỉ có thể ghi tạc trong đầu nếu quên trở về tiếp tục nhìn lại là được lăng hàn trở lại học viện hiện tại hắn còn muốn đặt trọng tâm ở trong học viện còn chưa có ngồi nóng mông đã thấy hiên viên định quốc lại tới thăm viếng lăng hàn người có nhận được thông báo hay không hắn mở miệng lại hỏi thông báo gì lăng hàn hỏi ngược lại a à, người còn không có nhận được thông báo không có khả năng lấy thực lực của ngươi phải nhận được thông báo mới đúng hiên viên định quốc thì thảo nói có vẻ không giải thích được lăng hàn cười nói đến cùng là chuyện gì ngươi đừng chỉ nói là phân nửa a à, hiên viên định quốc gật đầu mới giải thích Ngày hôm qua Thánh Hoàng Bệ Hạ quyết định phải tổ chức một trận thi đấu săn bắn lớn. Ngoại trừ các hoàng tử trẻ tuổi, còn có hậu đại các vị đại thần cùng với học viên ưu tú trong học viện. Nếu ai có thể thu được danh hiệu đứng đầu, Thánh Hoàng Bệ Hạ sẽ đích thân lấy ra cho hắn một môn võ kỹ thích hợp nhất với hắn nhất. Hai mắt hiên viên định quốc phát ra ánh sáng, hận không thể hiện tại liền bắt đầu thi đấu, khiến cho hắn có thể chiếm được tiên cơ. Lăng Hàn, người có nghe thấy hay không, võ kỹ thích hợp với người nhất. Hắn lắc vai của Lăng Hàn, sắp lắc tới Lăng Hàn vỡ vụn ra. Được được được, ta biết, ta biết." Lăng Hàn gật đầu, "Đáng tiếc, ngươi không nhận được thông báo, vậy không có cách nào tham gia thi đấu." Hiên Viên Định Quốc thở dài, nhưng lại cười nói, "Cũng tốt, ta cũng có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh." Lăng Hàn trợn mắt khinh thường, "Ở ngay trước mặt ta nói lời như vậy, không cảm thấy quá mức sao?" "Ha ha, cùng lắm thì sau khi ta giành được vị trí đứng đầu, sẽ mời ngươi uống rượu." hiên viên định quốc cười to nhưng hắn lập tức lại nhướng mày chỉ có điều lần này đối thủ cạnh tranh khẳng định vô số mấy vị hoàng tử trẻ tuổi tuy rằng thiên phú cao không bằng mấy nhi tử đầu của bệ hạ nhưng dù sao cũng là con của thánh hoàng huyết mạch bày ra ở đó thực lực không cho phép đánh giá thấp còn có đám người tần tinh hỏa không chỉ mấy tên này ta chắc hẳn ngay cả những huynh trưởng này của ta cũng sẽ tham gia thánh hoàng bệ hạ thân truyền tuyệt học hấp dẫn như vậy ai có thể chống lại được Mặc dù nói Hồng Thiên Bộ có danh đẹp yêu nghiệt ép trời, nhưng từ trước đến nay không ai cho rằng hắn có thể có một ngày kia vượt qua Thánh Hoàng hiện nay. Ở trong mắt tất cả mọi người, vị bệ hạ này đã không phải là người, mà là thần. Lăng Hàn cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu học viên ưu tú trong học viện cũng có tư cách tham dự trận thi đấu săn bắn lớn, vì sao mình lại không có nhận được thông báo? chương 3706, khổ cốt bì, hắn chẳng lẽ còn không ưu tú sao? Hay nói, có người cố ý làm mấy chuyện xấu, tước đoạt tư cách của hắn. Ta giúp người đi điều tra một chút, hiên viên định quốc lập tức nói. Hắn lại vô cùng coi trọng đồng bạn hợp tác này. Sau này nếu như hắn muốn thu được thành tựu lớn, tuyệt đối không thiếu được sự hỗ trợ của Lăng Hàn. Một đan sư ưu tú, đó chính là giúp mạnh nhất trợ trên đời. Hắn vội vàng rời đi, Lăng Hàn nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, liền bắt đầu luyện đan dược. Sau khi luyện hai lò, ở trên quang não, hắn đột nhiên nhận được một tin tức vừa nhìn, đó là một người bán ra khổ cốt bì. Đây là một trong tám loại nguyên liệu cần để điều chế giải dược ly hồn đan. Lăng Hàn hỏi giá cả một chút, đối phương mở miệng 400 vạn. Quá đắt, thậm chí không đáng, bởi vì khổ cốt bì tuy rằng khó có được, nhưng cũng không tác dụng quá lớn. Lăng Hàn lại không để ý, thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền. Hắn cùng với đối phương hẹn xong thời gian, bởi vì đối phương đã ở đế đô, bọn họ quyết định chiều nay liền bắt đầu giao dịch. Giữa trưa ngày hôm sau, sau khi lăng hàn ăn cơm xong liền dẫn con heo nhỏ háo sắc cùng đi hắn phải làm tốt chuẩn bị nếu chẳng may xảy ra nếu chẳng may người kia là đào một cái hố hãm hại hắn thì sao heo háo sắc mặc dù không có chiến lược gì nhưng phòng ngự lại đạt tiêu chuẩn có thể ngăn cản thương tích cho hắn heo háo sắc đương nhiên sẽ không biết suy nghĩ của hắn bằng không nhất định sẽ nổi giận chỉ có điều cho dù nó nổi giận cũng vô nghĩa nó chống lại được lăng hàn sao Lăng Hàn ngồi xe, đi tới địa điểm hai người giao hẹn. Hắn vì sao để ý như vậy? Bởi vì đối phương chỉ đồng ý để cho hắn quyết định thời gian, nhưng địa điểm nhất định phải do đối phương tới quyết định. Điều này liền có chút không ổn, ngoại trừ heo háo sắc ra, Lăng Hàn còn có bốn mảnh lá cây dưỡng binh, còn có dưỡng nguyên hồ lô, khiến cho hắn có đầy đủ yên tâm đi chuyến này. Sau hơn nửa canh giờ, hắn đi tới nơi, ở đây rất tranh lệch, công trình kiến trúc đều vô cùng thấp bé, đổ nát. Người trên đường đi mặc cũng vô cùng keo kiệt, cho Lăng Hàn cảm giác đầu tiên, đây là một xóm nghèo. Người trẻ tuổi, người thật sự muốn xuống xe ở chỗ này sao? Người tài xế hỏi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ở đây rất hỗn loạn, thường xuyên phát sinh sự kiện ăn cắp, cướp đoạt thậm chí giết người. Lăng Hàn cười, không có việc gì, ta có thể tự bảo vệ mình. Cảm ơn đại thúc, hắn sử dụng quang não chuyển tiền sang, sau đó đã đi xuống xe. Tài xế lắc đầu, vội vàng lái xe rời đi. Ở chỗ này thêm một hồi cũng là chuyện nguy hiểm, Lăng Hàn mang theo con heo nhỏ háo sắc, đi nhanh tới. Đây là hắn lần đầu tiên tới, tất nhiên xa lạ. Hắn cần tìm kiếm một chút, cách ăn mặc của hắn không phù hợp, đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ có điều, ánh mắt phần lớn mọi người đều chăm chú nhìn vào trên người của con heo nhỏ háo sắc. Ai cũng chấp động ánh sáng lúc đói quá nhìn thấy được thức ăn. Ếch con heo nhỏ háo sắc giận dữ, các ngươi lại dám xem heo đại gia trở thành thức ăn. Chán sống rồi sao, sau khi Lăng Hàn tìm một hồi, cuối cùng tìm được nơi đã giao hẹn. Ở cửa có một gốc cây bạch dương khổng lồ, tán cây rộng chừng 10 trường. Hắn đi tới cửa, gõ một cái, tất nhanh, cửa lớn mở ra một khe, lộ ra một cái đầu. Đầu tiên người này lấm lét nhìn sang trái nhìn sáng phải một chút, sau đó mới nhìn về phía Lăng Hàn nói. Người chính là Hàn Lâm, đây là tên Lăng Hàn sử dụng ở trên mạng. Lăng Hàn gật đầu, nói, phải, vào đi, người kia rụt đầu trở lại, sau đó mở cửa lớn ra để cho lăng hàn đi vào a à, khách khí như vậy còn mang theo một con lợn sữa nhỏ tới người kia nhìn lướt qua không khỏi liếm môi một cái có chút thèm nhỏ rãi đây là xóm nghèo sống sót đã không dễ dàng huống gì còn muốn ăn thịt huống gì còn là một con nhỏ lợn sữa nhà ai nguyện ý lấy con heo nhỏ như vậy ra ăn nhất định phải nuôi lớn con heo nhỏ háo sắc nhất thời trừng mắt các ngươi mỗi người đều ba đời chưa ăn thịt bao giờ sao vừa rồi những người đó nhìn chằm chằm vào nó thì cũng thôi nhưng hiện tại gia hỏa này lại còn dám nói ra veo ta nhảy con heo béo này dẫy dụa từ trong lòng lăng hàn nhảy ra vút một cái rơi xuống trên mặt đất ra sức chạy đến bên chân của người kia sau đó mở miệng cắn hắc hắc chúng ta còn không có ăn nó nó đã cắn trước người kia cười nói heo háo sắc phòng ngự vô địch nhưng lực chiến đấu lại chỉ là cặn bã cắn hoàn toàn không có một chút đau đớn nào hắn đưa tay đi bắt lấy ta lập tức đưa đi phòng bếp, rửa sạch, bắt nồi. Con heo nhỏ háo sắc càng tức giận hơn, cắn, khốn kiếp ta dùng sức cắn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đưa tay cướp con heo nhỏ háo sắc qua, nói. Trước nói chuyện làm ăn đã, người kia liếc mắt nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ không vui, lại ép xuống, gật đầu. Được, sau khi vào cửa là một sân nhỏ, sau khi đi qua sân, chính là đại đường. Đại đường này cũng đổ nát, ngay cả nóc nhà cũng bị rột. Nếu như mưa xuống, nhất định sẽ có nước mưa rơi vào bên trong nhà. Gia cụ trong phòng vô cùng đơn giản, chính là một cái bàn bát tiên còn có bốn cái ghế. Một nam tử chừng 40 tuổi đang ngồi ở phía sau chiếc bàn vuông, chân trần, một cái chân khác lại gác lên trên một cái ghế khác. Dáng vẻ rất côn đồ, Lang Hàn nhìn về phía tên nam tử này, nói: "Lang thất, tiền mang tới chưa?" Nam tử trung niên này không đáp hỏi ngược, Lang Hàn đặt cái túi trên lưng xuống, trong đó đều là hạt ngọc, đối phương đã nói rõ ràng chỉ tiếp nhận hạt ngọc trực tiếp tiến hành giao dịch. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Lăng Hàn không tin được đối phương. Không hoàn thành giao dịch ở trên bình đài, đây rõ ràng là không muốn để lại ghi chép. Lăng Hàn đồng ý tới, là vì đối phương chụp một tấm ảnh của Khổ Cốt Bì, bên cạnh còn có nhật báo đế đô mới phát hành hôm qua. Cho nên, đối phương có Khổ Cốt Bì là thật, nhưng khả năng muốn giết người cướp của cũng vô cùng lớn. Khổ Cốt Bì, Lăng Hàn hỏi hắn, nam tử trung niên nhìn Lăng Hàn một chút, từ trong túi móc ra một thứ màu đen, sử dụng túi vải bọc ngoài, sau đó để lên bàn. Người dẫn Lăng Hàn vào cửa đã bắt đầu kiểm tra lại hạt ngọc. Lăng Hàn lại nhận miếng vải đen qua. Sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong có một khối giống như là xương, nhưng đường vân lại giống như là da heo. Người một chút, còn có một vị đắng. chương 3707, giả heo ăn hổ. Hàng thật, đúng là khổ cốt bi. Bên kia, người kia cũng kiểm tra hạt ngọc xong, nhìn về phía nam tử trung niên gật đầu được người có thể đi nam tử trung niên nói thái độ này không được tốt lắm nhưng lăng hàn cũng không có để ở trong lòng hắn cất khổ cốt bì xong sau đó xoay người rời đi để khổ cốt bì lại nam tử trung niên ở sau lưng hắn nói dưới chân lăng hàn dừng lại xoay người lại a à, vì sao để khổ cốt bì lại người có thể sống sót đi ra ngoài nếu không người chỉ có nằm ngang rời khỏi đây nam tử trung niên thản nhiên nói lăng hàn thở dài nói ta thật ra rất không thích đánh nhau với người ta cũng không thích nam tử trung niên lộ ra vẻ tươi cười mọi người có thể đạt được nhận thức chung là tốt rồi ha ha người có thể bảo vệ một mạng chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực a à, đúng rồi đừng quên để con heo lại hắn nhìn con heo nhỏ háo sắc ừ chỉ nghe nói qua heo sữa quay ăn vô cùng ngon ngày hôm nay cuối cùng có thể thưởng thức con heo nhỏ háo sắc nhếch miệng lộ răng làm ra trạng thái đe dọa muốn ăn heo đại gia người chờ kiếp sau lăng hàn lắc đầu người đây là muốn không giữ chữ tín vậy chữ tín quan trọng hay mạng nhỏ quan trọng người sẽ không đến mức ngay cả điều này cũng không phân biệt rõ chứ nam tử trung niên cười nói lăng hàn cũng cười nói chỉ dựa vào hai người các ngươi sai nam tử trung niên vỗ tay một cái nhất thời có bảy người từ trong nội viện đi ra trong tay mỗi người đều cầm đao trong đó có một người trong tay còn cầm một khẩu súng đây là một khẩu súng lục đường kính lớn chắc hẳn thông mạch cảnh cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Cho dù nắm đấm đánh chúng viên đạn, nhưng chắc hẳn cũng sẽ bị nổ hết nửa cánh tay. Chín đánh một, chúng ta còn có súng, nếu không muốn chết, cút nhanh lên. Nam tử trung niên hừ một tiếng, nói, trong mắt lộ ra hung quang. Trên thực tế gài bẫy một khoản lớn 400 vạn, hắn căn bản không có ý định thả cho lăng hàn sống sót rời khỏi đó. Chỉ có điều hắn ở trong sân đã bày ra thủ đoạn. Ở đó tiến hành giết người càng thuận tiện, hơn nữa máu cũng dễ xử lý hơn một chút. Lang Hàn cười ha hả, ta phải sợ à, không cần sợ, chỉ cần ngươi bỏ được, chúng ta cũng sẽ không tổn thương tới ngươi." Nam tử trung niên nói, "Ở bên ngoài còn có mai phục." Lang Hàn đột nhiên nói, "Sao? Chín người đều thấy kỳ quái, ai nói cho hắn biết, lừa ta một khoản lớn 400 vạn, ta chỉ cần báo án, vậy khẳng định sẽ là án lớn." Tuy rằng các ngươi trốn ở trong xóm nghèo, người ở đây phức tạp, nhưng thật sự muốn điều tra vẫn có thể tóm được các ngươi đi ra. Lăng Hàn giải thích, hơn nữa ta lại nhìn thấy qua các ngươi, các ngươi còn có thể để cho một người sống như ta chạy đi sao. Cho nên, ra sức bảo ta rời khỏi đây, chắc hẳn là ở trong sân bầy ra cạm bẫy gì đó. Lúc tiến vào không phát động, là muốn xác nhận trước ta có phải thật sự mang hạt ngọc tới hay không. Lời này vừa nói xong, chín người đều ngây ngẩn cả người. Phân tích này thật có đạo lý, nhưng tiểu tử này vì sao vẫn bình tĩnh như vậy ngươi không phải nên hoảng hốt lo sợ sao? Lăng Hàn xoay người rời đi, mở rộng cửa tiến ra sân. A, à, tất cả mọi người đều kinh ngạc. ngươi không phải biết trong viện có bẫy sao? Thế nào biết rõ là hố lửa, còn muốn nhảy vào bên trong? Vừa rồi ngươi không phải biểu hiện vô cùng thông minh sao? Thế nào hiện tại chỉ số thông minh lại biến thành số âm? Nhìn xem các người có sáng ý gì? Lăng Hàn một bước đạp xuống, nhất thời bốn phía xung quanh có ánh sáng chấp động, hóa thành một băng tiến bắn nhanh về phía hắn. Quả nhiên, Lang Hàn âm thầm vật đầu. Lúc hắn tiến vào cũng cảm giác được trong viện có trận pháp tồn tại. Hiện tại lấy lực tinh thần mạnh mẽ, hiểu rõ đối với trận pháp của hắn, điều này căn bản không có khả năng có thể lừa gạt được hắn. Mà Sở Dĩ hắn chủ động bước vào trong trận pháp là bởi vì hắn muốn xem thử uy lực của trận pháp này. Ha ha, tự mình đâm đầu vào chỗ chết, đám chín người nam tử trung niên đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ lại biết rõ uy năng của trận pháp này thậm chí ngay cả tồn tại hoán huyết cảnh cũng có thể dễ dàng giết chết. Đây cũng là điều kiện tiên quyết vì sao ngay cả thân phận Lăng Hàn bọn họ cũng không biết, lại dám có suy nghĩ lừa tiền. Con người của Lăng Hàn thoáng căng thẳng, tốc độ băng tiến này phóng tới rất nhanh, gần như phải đạt được cấp bậc cực cốt cảnh. Hắn triển khai phi toa bộ, tốc độ lập tức tăng lên tới gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Chớp mắt, băng tiến nhất thời thất bại, cái gì? 9 người vừa thấy, trong lòng đều dâng lên hơi lạnh. Tại sao muốn tiên lễ hậu binh? Đó là bởi vì bọn họ cũng sợ va chạm tới kẻ cứng rắn. Cho nên nếu như đối tượng giao dịch chính là cực cốt cảnh, bọn họ sẽ đàng hoàng hoàn thành giao dịch, tuyệt đối không dám đánh chú ý sai lệch gì. Nhưng đã nhiều năm, bọn họ cũng không gặp phải một cực cốt cảnh nào. Thậm chí ngay cả cao thủ hoán huyết cảnh cũng không có gặp phải mấy người. Hiện tại một hoán huyết cảnh lại có thể trốn tránh được một đòn băng tiến, tất nhiên khiến cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, da đầu còn tê dại. Nếu như Lăng Hàn xông ra khỏi trận, vậy bọn họ chẳng phải sẽ thảm sao? không cần sợ, trận pháp này một khi phát động, công kích liên tục không dừng. tiểu tử này có thể tránh được đòn thứ nhất, cũng không tránh được đòn thứ hai, đòn thứ ba. hắn đừng mong sống sót đi ra được. nam tử trung niên tràn đầy lòng tin nói, tất cả mọi người gật đầu, bọn họ cũng tràn ngập lòng tin đối với trận pháp này. thân hình lang hàn né tránh, băng tiến liên tục không dừng, từ các ngõ ngách bắn tới. thật giống như có mấy cường giả cực cốt cảnh đang luân phiên ra tay cái này rất nguy hiểm. Cũng may hiện tại thể phách của Lăng Hàn tăng cường, thời gian vận chuyển phi toa bộ cũng không chỉ nửa phút. Hắn vừa né tránh, vừa tính toán trận pháp, tìm kiếm tiết điểm. Đây là trận pháp cao cấp, đối với Lăng Hàn mà nói có chút tốn sức, bởi vì hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện trận pháp cao cấp. Nhưng thực chiến lại là lão sư tốt nhất, huống hồ phá hủy trung quy dễ dàng hơn so với xây dựng. Vèo, một đạo băng tiến xẹt qua bên sườn của hắn, xé rách quần áo mặc dù không có chạm tới ra tay của hắn, nhưng hàn khí lại xâm nhập qua, khiến cho nơi đó trong nháy mắt lại kết ra một khối băng. Chương 3708 phòng tròn một tốt đám chín người nam tử trung niên đều hoan hô nhanh nhân cơ hội này nổ súng bắn chết hắn nam tử trung niên về phía người nam tử duy nhất cầm súng nói trước đó tốc độ của lăng hàn quá nhanh căn bản không cho phép nhìn rõ nam tử cầm súng do dự nói nhưng tiếng súng quá lớn có thể sẽ mang đến phiền phức cho chúng ta. Sợ cái gì, nơi này có tên khốn kiếp nào dám tốc giác chúng ta ra ngoài?" Nam tử trung niên hung tợn nói. Nam tử cầm súng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngắm miệng khẩu súng vào ngay Lăng Hàn. Tuy nhiên Lăng Hàn chỉ vừa bị kìm hãm, lại lập tức khôi phục tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Điều này bảo hắn ngắm bắn thế nào được, bắn vừa, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Veo, lại là một đạo băng tiến kéo tới. Lăng Hàn đã không có lực lại biến đổi thân hình, ti đờ mắt thấy sẽ bị bắn trúng, hắn duỗi tay ra một cái. Phút, băng tiễn bắn tới, tốt, đám chín người nam tử trung niên lại kêu lên, ếch eh, eh. nhưng bọn họ nghe được cũng không phải là tiếng Lăng Hàn kêu đau, mà là tiếng heo kêu. Tình huống gì vậy, Lăng Hàn thu tay về, một mũi tên này hắn lấy con heo nhỏ háo sắc ngăn cản xuống. Trận pháp này phát động ra băng tiến mặc dù có uy năng cực cốt cảnh, nhưng phần nhiều hơn chính là thể hiện ở trên phương diện hàn ý và tốc độ lực lượng cũng không lớn bởi vậy hắn cũng không có bị phản lực đánh bay quả nhiên con heo nhỏ háo sắc dường như không có việc ấy chỉ là theo thói quen kêu thảm thiết con heo háo sắc này hung tợn nhìn lăng hàn nghiến răng nghiến lợi nếu như có thể nó nhất định sẽ cắn nát mông của lăng hàn phút 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 lăng hàn không ngừng lấy con heo nhỏ háo sắc ngăn cản mũi tên toàn lực quan sát trận pháp này sau một hồi lâu hắn lộ ra vẻ tươi cười, dưới chân hắn chuyển động, lại có thể không bị băng tiến bắn ra. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức lại chuyển động, đạp trên một địa phương khác. Vẫn không có băng tiến bắn ra, điều này nói rõ Lăng Hàn đạp đúng khu vực an toàn. Chỉ là cái khu vực an toàn này vẫn luôn thay đổi, cho nên Lăng Hàn cũng phải không ngừng di chuyển, đạp tiếp vào khu vực an toàn. Bằng không sẽ lại có băng tiến kéo tới, dù sao trận pháp vẫn chưa đóng lại, nhưng mà, điều này đã khiến cho đám chín người nam tử trung niên chấn động kinh ngạc đến mức nói không ra lời từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp được chuyện như vậy suy nghĩ còn chưa hết lăng hàn đã nhảy vài bước quay trở về một lần nữa xuất hiện ở trong đại đường hắn nhoẻn miệng cười trận pháp ta thử qua có chút uy lực đối mặt với những lời này của lăng hàn chín người kia không biết nên có biểu tình gì ngươi cũng quá biết cách thể hiện nhưng lăng hàn quả thật có tư cách để thể hiện khiến cho toàn thân bọn họ lạnh run Người này cũng thật đáng sợ. Kết thúc rồi, bọn họ hình như lừa nhầm người. Không nên tới đây, không nên tới đây. Nam tử cầm súng chỉ họng súng về phía Lăng Hàn. Tuy rằng tốc độ Lăng Hàn có thể đạt được tốc độ gấp 2 vận tốc âm thanh, nhưng khoảng cách gần như vậy, tốc độ đạn bắn ra khỏi súng lại có thể đạt được gấp 3 vận tốc âm thanh, Lăng Hàn cũng không thể trốn được. Đạo lý tuy là như vậy, nhưng tay nam tử cầm súng lại đang run rẩy một không ngừng, trong lòng thực sự sợ hãi. Bắn, bắn chết hắn, nam tử trung niên lại kêu to, lăng hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, thật ẩm ý, veo, thân hình hắn thoáng động, đã lơ xuất hiện ở trước người nam tử cầm súng, tay phải hắn duỗi ra một cái, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt chợt hoa lên một cái, đã thấy khẩu súng lục kia rơi vào trong tay lăng hàn, hầu kết của chín người không khỏi thoáng động, khó khăn nuốt ngụm nước miếng. hiện tại trận pháp vô dụng, súng cũng bị đoạt, còn có thể làm sao? bịch, nam tử trung niên lập tức quỳ xuống, nói, ca ca, chúng ta đùa giỡn với ca ca thôi." Lăng Hàn mỉm cười, nói, mở miệng, nam tử trung niên không dám không mở, ngay lập tức, hắn chỉ cảm thấy trong miệng mắt lạnh, một nòng súng lạnh như băng đã lấp đầy, nhất thời, chân của hắn cũng mềm nhũn, bởi vì hắn lại biết uy lực của khẩu súng này, cắm vào họng hắn như thế mà nổ súng, toàn bộ đầu hắn đều sẽ nở hoa. Ầm, ừ, Lăng Hàn đột nhiên kêu một tiếng, hai chân của nam tử trung niên trực tiếp mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất một mùi hôi truyền ra, hắn đúng là sợ quá đến mức tiểu cả à? A, à, ta cũng đùa giỡn với ngươi thôi." Lăng Hàn cười nói, nam tử trung niên sắp kiệt sức, dùng ánh mắt ai oán nhìn Lăng Hàn. "Ca, ca làm như vậy sẽ hù chết người." Hai tay Lăng Hàn cầm lấy khẩu súng, nhíu lại, khẩu súng này được chế tạo từ tinh thép này bị lại bẻ cong lại. T, trong lòng chín người đồng thời dâng lên ý hàn, bọn họ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn tay Lăng Hàn. Cánh tay hoặc là cổ của mình nếu như bị đôi tay này xoay một cái, như vậy sẽ là kết cục thế nào?" Lăng Hàn mỉm cười, nói, "Tới đây, nói ra hoạt động của các người trong mấy năm nay làm. Nếu như ai nói dối, ta lại bẻ gãy cổ hắn." Chín người không dám không nói, phun ra tất cả chuyện ác đã làm trong mấy năm nay. Bọn họ vốn là lưu manh ở đây, bình thường cũng làm chút hoạt động khi nam ép nữ, không tính là gì. Mãi đến khi 7 năm trước, nam tử trung niên kia trộm của một cao thủ võ đạo đang trong nhà này kiểm kê chiến lợi phẩm, không nghĩ tới người ta lại có thể theo tung tích đi tới. Hắn cầu xin tha thứ không có kết quả, bị đối phương chém một kiếm, lại bất ngờ động tới trận pháp chôn dưới đất, khiến cao thủ kia trực tiếp hóa thành băng. Sau khi xử lý thi thể cao thủ này, hắn bất ngờ nhận được một khối khổ cốt bì. Ban đầu hắn muốn trực tiếp bán lấy chút tiền, sau lại hắn lại linh cơ thoáng động, vì sao không ở trên mạng bán mua, sau đó lấy trận pháp hại chết. Bán khổ cốt bì, đây chẳng qua là thu hoạch duy nhất có thể dùng khổ cốt bì tới câu kẻ có tiền, đó lại là thu nhập cuồn cuộn không ngừng. Đáng tiếc chính là, thị trường khổ cốt bì thật sự quá nhỏ. 7 năm qua, tính thêm lăng hàn, cũng chỉ có hai người đạt được giao dịch. Bình thường bọn họ cũng sẽ lợi dụng trận pháp hại người, nhưng đều kinh doanh vốn nhỏ, thu vào không cao. Tổng cộng lại cũng không có đáng giá bằng một khoản của Lăng Hàn ngày hôm nay. Dĩ nhiên, một khoản ngày hôm nay xem ra là làm không được, nhất định phải trả lại cho chủ. Lăng Hàn nghe, trong lòng dần dần sinh ra sát ý. Chương 3709, vòng tròn hai. Đừng thấy chín người này không có thực lực gì, nhưng quả thật làm không ít chuyện ác. Bởi vì nơi này là xóm nghèo, người chết cũng không có ai lưu ý, cho nên bọn họ bình thường sẽ lấy giết người làm vui, nữ nhân bị đạp hỏng cũng không phải là số ít. Hiện tại còn có hai người đang bị giam giữ ở hậu viện. Các ngươi nói một chút xem, ta tại sao phải cho các ngươi một con đường sống? Hỏi hắn, tha mạng, tha mạng có người chỉ lo dập đầu cầu xin tha thứ. Câu trả lời này không thể khiến cho ta thỏa mãn. Lăng Hàn điểm ra một chỉ, kinh lực đi qua, bộp, đầu của người này lập tức nổ tung, thân thể không đầu cũng ngã nhào xuống đất, kích thích bụi bặm bay lên. Chín người, hiện tại chỉ còn tám. Ngươi, Lăng Hàn nhìn về phía người thứ hai. Ra, ta làm tiểu đệ của ra. Ra kêu ta đánh ai, ta liền đánh người đó. Người kia nói, bộp, Lăng Hàn ra lại một chỉ. Đầu của người này cũng bể mất, Ta vẫn là không hài lòng. Lăng Hàn lắc đầu, sau đó nhìn về phía người thứ ba. Ngươi, người thứ ba đã sợ tới tiểu cả ra, môi run lên một cái, lại hoàn toàn nói không ra lời. Bộp, Lăng Hàn không chút lưu tình ra chỉ, người này nhất thời cũng thành thi thể không đầu. Ngươi, hắn hỏi người thứ tư, không cần để ý hắn, hắn hoàn toàn là đang đùa giỡn chúng ta. Nam tử trung niên nhìn ra, nói, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ giết chết chúng ta. Lăng Hàn vỗ tay, nói, cuối cùng cũng có người thông minh. Không nên, ta không muốn chết, có người suy sụp, có quắp trên mặt đất gào khóc. Lăng Hàn nhìn hắn, nói, nói như vậy, tin tưởng ngươi từng nghe nói rất nhiều lần. Nhưng người có buông tha người nào, đấy thấy người mạnh nhất của bọn họ cũng không có vượt quá mười mạch, nhưng người chết ở trong tay chín người này không 100 cũng có chín mươi, thực sự là gian nhỏ ác lớn. Còn có di ngôn gì không? Lăng Hàn hỏi, tha mạng, tha mạng, đáng tiếc, người cứng rắn thực sự không nhiều lắm, ngoại trừ nam tử trung niên ra mọi người đều chỉ đang xin khoan dung lăng hàn không có một chút đồng tình một chỉ lại một chỉ điểm ra phụt 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 sáu người lần lượt ngã xuống đều hóa thành thi thể không đầu hắn đi tới hậu viện chỉ thấy bên trong lại có hai chiếc giường phía trên lại là hai nữ nhân trần như nhộng đang nằm tay chân đều bị trói nhìn thấy được hắn tiến đến hai nàng đều không có một chút phản ứng hình như đã mất cảm giác lăng hàn thở dài Đi tới dùng kiếm gãy cắt đứt dây trói trên hai tay hai chân của hai người, sau đó ôn nhu nói: "Không sao, tất cả về nhà đi." Hắn để lại cho hai nàng một ít hạt ngọc, sau đó liền đi tới trong viện, bắt đầu đào bới. Hắn rất có hứng thú đối với trận pháp trong viện, cho nên muốn đào trận cơ. Một lúc sau, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì không những chỉ có một cây trận cơ, hơn nữa còn nhỏ đến đáng thương. Đó lại là một khối vòng tròn nho nhỏ, phía trên có rất nhiều trận văn đã phai mờ lại là từ thượng cổ truyền xuống. Lăng Hàn lấy ra vòng tròn, cái này không biết là sử dụng làm bằng chất liệu gì, rất nặng. Hắn không có ở lại đây lâu, sau khi thu vòng tròn vào trong dưỡng nguyên hồ lô, hắn lập tức khởi hành quay về học viện. Trở lại viện của mình, lúc này Lăng Hàn mới lấy ra vòng tròn nghiên cứu cẩn thận. Nguyên liệu này vừa giống như kim loại lại vừa dường như đá, chiếu sáng, lại có loại mỹ ngọc rực rỡ. Xem ra, trận văn cao cấp cũng cần vẽ ở trong nguyên liệu đặc biệt lang hàn tiếp tục nhìn trận văn cái này cũng không phải là máu điều này khiến cho hắn đoán được có thể là một loại chất lỏng từ thực vật sinh ra có ý tứ hắn vuốt ve vòng tròn thôi diễn hiệu quả ra tổ hợp trận văn chỉ chốc lát hắn lại lộ ra vẻ kinh hãi bởi vì cho dù rất nhiều trận văn trên khối vòng tròn này đều bị phai mờ nhưng trận văn còn sót lại cũng đủ để phát huy ra uy năng minh văn cảnh hoàn toàn là phương thức kích hoạt không đúng lúc này mới chỉ có thể phát huy ra cực cốt cảnh hơn nữa còn chỉ là uy năng nhất cốt lang hàn thầm kêu may mắn nếu như đám du côn kia có thể thi triển hết uy lực của trận pháp vậy hắn sẽ đau đầu chỉ có điều hắn còn có dưỡng nguyên hồ lô lại thêm heo háo sắc cũng có thể thay hắn ngăn cản đau hừ hừ heo háo sắc hình như cảm ứng được suy nghĩ của hắn cho hắn một tiếng hừ thật lớn lang hàn tiếp tục nghiên cứu trận pháp hắn tin tưởng cho hắn thời gian mấy ngày hắn nhất định có thể nắm giữ trận pháp buổi chiều hiên viên định quốc lại tới Lăng Hàn, hắn đi nhanh đến, trên mặt có vẻ phẫn nộ. Thế nào? Lăng Hàn cười hỏi, ta đã điều tra được, quả thật có người loại bỏ tư cách của người. Hiên viên định quốc nói, hiện nay Thánh Hoàng chính miệng ra lệnh, cũng có người dám làm loạn. Hiên viên định quốc lắc đầu, nói, nếu như Thánh Hoàng tự mình mở miệng, vậy dĩ nhiên ai cũng không dám động tới tên của ngươi. Mấu chốt là, Thánh Hoàng bệ hạ còn không biết sự tồn tại của ngươi. Vậy người nào có thể tham gia trận thi đấu săn bắn lớn đều giao cho Dương Đại Nhân tới quyết định. Dương Đại Nhân tuy rằng có thể nói quyền khuynh triều đình và bách tính, nhưng nếu như có mấy vị hoàng tử nhúng tay vào, vậy muốn một số người biến mất cũng là chuyện rất đơn giản. Tin tưởng Dương Đại Nhân cũng sẽ không tận lực quan tâm tới chuyện của ngươi. Hắn nói Dương Đại Nhân đương nhiên là nghị sự trưởng đương triều Dương Bách. Lăng Hàn kỳ quái, nói, ta cũng chưa từng thấy qua bất kỳ một hoàng tử nào, tại sao phải có hoàng tử nhằm vào ta lẽ nào cái danh xưng hồng thiên bộ thứ hai này của há đã kích thích mấy hoàng tử nào đó sao nói thật hắn cũng không thích danh hiệu hồng thiên bộ thứ hai hắn chính là hắn không cần ai tới thay mình nâng cao danh tiếng hơn nữa hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể vượt qua hồng thiên bộ hiên viên định quốc lắc đầu nói ta cũng cảm thấy rất kỳ quái cho nên ta lại đi thăm dò một chút mới biết được phía sau chuyện này còn có một người ai phong nhược tiên dựa vào lại là nữ nhân này Lăng Hàn sửng sốt, hắn đối với Phong Nhược Tiên không có nợ nần bất kỳ điều gì. Nhưng đối phương thì hay rồi, lệ oán trả ơn, kéo chân sau của hắn. Hắn có kích động muốn đánh người, nữ nhân này cũng thật là ác tâm, chỉ biết giả vờ thanh thuần. Lăng Hàn, người cùng Phong Nhược Tiên không phải cùng từ hổ cứ thành đi ra sao, làm sao có thể kết thù. Hiên viên định quốc hỏi, chương 3710, phá dối. Lăng Hàn lắc đầu, ta chỉ là không có đáp ứng làm thủ hạ của nàng, nàng lại ghi hận lên ta hiên viên định quốc há hốc miệng nàng cuối cùng lại mang thù như thế hắn đã từng nhìn thấy phong nhược tiên nữ tử này ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khiến người ta hết sức thoải mái thế nào tâm linh lại đáng ghê tởm như vậy ừ lang hàn gật đầu tuy rằng hắn sớm biết sau khi phong nhược tiên bị cự tuyệt trong lòng sẽ khó chịu nhưng hắn vạn vạn lần không thể nào tưởng tượng được sẽ đến tình trạng lấy oán trả ơn như vậy mấy vị hoàng tử liên thủ phong sát ngươi chuyện này cũng không dễ làm hiên viên định quốc nói lăng hàn gật đầu tuy rằng phong nhược tiên là người ở phía sau thúc đẩy nàng ở đế đô không tính là gì cả nhưng mấy vị hoàng tử ra mặt còn có ai dám thay lăng hàn ra mặt tuy rằng mấy hoàng tử này đều không phải là người có lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế nhưng dù sao cũng là huyết mạch thánh hoàng ai sẽ đi ngang nhiên ngỗ nghịch bọn họ thôi đi cũng chỉ là chuyện một môn võ kỹ hiên viên định quốc vỗ vào vai của lăng hàn an ủi nếu như hắn là hiên viên đại soái vậy hoàn toàn không cần để trong lòng những hoàng tử có thứ hạng phái sau này. Muốn nói cái gì lại nói cái đó, nhưng hắn chỉ là một trong rất nhiều con trai con gái của hiên viên đại soái hơn nữa cũng không phải là người xuất sắc nhất. Như vậy hắn làm sao dám tùy tiện ra mặt, hơn nữa, cho dù hắn đồng ý bênh vực lẽ phải, mấy vị hoàng tử kia cũng hoàn toàn không cần nể tình. Lăng Hàn nhìn về phía hiên viên định quốc gật đầu, nói. Cảm ơn ngươi, trong lòng hắn nhịn một cơn giận, có người muốn chỉnh hắn, hắn lại càng bắn ngược lợi hại. Không được, chuyện này hắn tuyệt đối không thể lại nhịn xuống như thế. Sáng ngày hôm sau, Lăng Hàn đi tới tổng hội trận pháp. Trận sư không giống đan sư, cũng có lực chiến đấu. Bởi vậy trận sư cũng có tư cách đi tham gia trận thi đấu săn bắn lớn. Đương nhiên phải là cấp bậc ưu tú, không thể lấy con chó con mèo nào đó ra cho đủ số. Lăng Hàn chính là tìm đến Trần Hạo, bảo hắn chuẩn bị cho mình một tư cách dự thi. Người ta lại là hội trưởng tổng hội trận đạo có thể không nể mặt hắn chỉ sợ cũng chỉ có thánh thượng hiện nay, muốn đè ép mấy hoàng tử xếp thứ hạng phía sau, thật sự không thành vấn đề. "Tiểu tử, tới đây, chúng ta lập tức đi tới tổng hội đan sư." Trần Hạo rất hưng phấn, đứng bên cạnh hắn lại là Trọng Phi Dương, lão nhân này nhớ mãi không quên chuyện muốn đi tổng hội đan đạo để khoe khoang. Lăng Hàn nhe răng, như vậy sẽ rất lúng túng. "Thôi đi, dù sao hắn đã là trận sư lại còn là đan sư, vậy thì thế nào?" Hội trưởng Ta muốn cầu ngươi giúp một chuyện." Lang Hàn nói, "Gấp cái gì?" Trần Hạo gật đầu, Lang Hàn cười nói, "Ta muốn mời hội trưởng đi hoạt động một chút, giúp ta chuẩn bị một tư cách tham gia cuộc tranh tài săn bắn." "A, à, ngươi là một trận sư tại sao phải đi tham gia náo nhiệt này làm gì?" Trần Hạo có chút kỳ quái, tuy rằng trận sư cũng có chiến lực cường đại, nhưng bởi vì bố trí trận pháp cần thời gian, cho nên cũng chỉ thích hợp làm trợ giúp, hoặc là có võ giả bảo vệ, cố gắng tranh thủ thời gian chống để bày trận. Nhưng thời gian cuộc tranh tài săn bắn, mỗi người đều chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, ai tới giúp ngươi. Chính là đi xem, Lăng Hàn mỉm cười, không nhiều nói. Được rồi, Trần Hạo đáp ứng, đối với thiên tài trận sư này hắn vẫn vô cùng thưởng thức. Dù sao đây chỉ là chút chuyện nhỏ, hắn mở miệng một chút là được, chút mặt mũi này hắn vẫn phải có. Đi, hắn phất phất tay, dẫn theo Lăng Hàn và Trọng Phi Dương ra cửa. Tất nhiên có chuyến xe đặc biệt chở bọn họ đi tới Tổng hội Đan Đạo, hai đại tổng hội cách nhau không phải quá xa, chỉ là gần 20 phút xe đi đường, bọn họ lại đi đến nơi. Trần Hạo dẫn đầu xuống xe, hắn nhìn kiến trúc của tổng hội đan đạo, không khỏi hắc cười hắc hắc. Ngày hôm nay hắn cần phải khiến cho gia hỏa kỳ liên đông kia hoàn toàn chịu thua. Trung quy cầm hồng thiên bộ ra chưa tính là trận sư thật sự. Hừ, ra mắt Trần Đại Sư, hội trưởng tổng hội trận đạo tự mình đến nhà, bảo vệ cửa vội vàng cung kính hành lễ. Nhân vật lớn như vậy tất nhiên không có người nào không biết hơn nữa lão đầu tới nơi này cũng không phải lần đầu kỳ liên đông cũng giống như vậy nhiều lần đi qua tổng hội trận đạo hai lão đầu đã đấu nửa đời người trần hạo không thèm quan tâm đến lý lẽ trực tiếp đi tới bảo vệ cửa kia cũng không dám cản trở hắn quen cửa quen nẻo dẫn theo lăng hàn và trọng phi dương rất nhanh lại đi đến thư phòng của kỳ liên đông hắn cũng không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa tiến vào trần lão đầu kỳ liên đông đưa lưng về phía bọn họ lại mở miệng nói ra thân phận Trần Hạo. Bởi vì ngoại trừ Trần Hạo ra, không có ai sẽ vô lễ như thế. Kỳ lão đầu, lão phu hôm nay là tới khiến cho ngươi phục tùng. Trần Hạo Dương Dương Đắc Y nói, lấy địa vị của hắn, thật ra đã là dưới một người. Cho dù là đám người nghị sự trưởng, bốn đại soái hồng thái sư cũng không có cách nào quản được tới trên đầu của hắn. Hắn cũng không thích quyền lực, điều duy nhất khiến cho hắn để ý, chính là nghiên cứu trận đạo và địa vị của trận đạo. Ở huyền Bắc Quốc, trận đạo cùng đan đạo đều là cường lực trợ giúp nhưng trần hạo tất nhiên không phục hắn cảm thấy trận đạo phải càng ưu tú hơn cho nên hắn vẫn không quen nhìn kỳ liên đông không quen nhìn hiệp hội đan đạo kỳ liên đông lập tức xoay người lại lúc ánh mắt đảo qua lăng hàn hắn không khỏi sửng sốt kỳ liên đông nhìn thấy được lăng hàn tất nhiên sẽ lỗ mãng la lên một cái hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây lẽ nào vừa lúc lăng hàn muốn thỉnh giáo hắn phương pháp luyện đan kết quả gặp phải trần hạo liền cùng nhau tiến đến. Mặc kệ, dù sao hắn đang muốn ở trước mặt đối phương khoe ra lăng hàn, vừa lúc hắn đỡ phải lại đi gọi người. Trần lão đầu, người thế nào lại có dũng khí vậy? Kỳ liên đông lãnh đạm thản nhiên nói. Hắc hắc, Trần Hạo nở nụ cười. Hắn đang chờ đối phương hỏi. Không hỏi, hắn thể hiện thế nào? Hắn hắng giọng, nói. Kỳ lão đầu, lão phu hỏi ngươi, hiệp hội đan đạo các ngươi có thể có đan sư trung cấp dưới 30 tuổi hay không? Không, Kỳ Liên Đông không chút do dự nói, quả thực không có, chỉ có một đan sư cao cấp không đến 20 tuổi. Hắc hắc, để cho ta nói ra hù chết ngươi, chương 3711, hai đại hội trưởng sốt ruột mặt đỏ. Không khéo, hiệp hội trận đạo chúng ta lại có, Trần Hạo tiến vào giai đoạn thể hiện, a à, trong lòng Kỳ Liên Đông thầm cười lạnh, chỉ là trận sư trung cấp, hắc hắc, còn tưởng rằng là đại chiêu gì. Lão phu tới giới thiệu cho ngươi một chút, Trần Hạo đẩy trọng phi dương đi ra, nói, tiểu tử này gọi là Trọng Phi Dương, năm nay chỉ có 26 tuổi, trận sư trung cấp. Kỳ Liên Đông liếc mắt nhìn Trọng Phi Dương thêm một cái, gật đầu. Quả thực, trận sư trung cấp 26 tuổi có thể nói là đặc biệt yêu nghiệt. Chỉ có điều, người này lại không sánh bằng hồng thiên bộ, càng kém hơn so với lăng hàn. Thật sự không tệ, hắn nói, lúc này tất nhiên phải nâng cao lên một cái, tiếp theo đánh vào mặt mới có thể đau hơn. Trần Hạo cười hắc hắc, nói. Kỳ lão đầu ngươi cũng cảm thấy tiểu tử này không tệ. Hắc hắc, còn có lý. Hắn đẩy lăng hàn đi ra, nói. Tiểu tử này là, trần lão đầu, mau buông tay. Muốn ra tay với tiểu bối sao. Quá vô sỉ, kỳ liên đông vừa thấy, lập tức lại sốt ruột. Hắn rất sợ Trần Hạo sẽ gây bất lợi cho Lăng Hàn. Trần Hạo sửng sốt, đây là thiên tài của Hiệp hội Trận Đạo. Ta làm sao có thể ra tay với hắn? Kỳ lão đầu này làm sao vậy? Đầu bị động kinh sao? đây chính là thiên tài của đan đạo hiệp hội kỳ liên đông lại bảo nói những lời này trực tiếp khiến trần hạo ngây người cái gì lang hàn là thiên tài của hiệp hội đan đạo ta kỳ lão đầu ngươi giỏi lắm cũng quá vô xỉ ngươi cho dù có đố kỵ thiên tài của hiệp hội trận đạo ta cũng không thể trắng nói thành đen lỗ mãng lửa gạt thành người của nhà ngươi kỳ lão đầu ngươi nói bậy cái gì vậy đây là người của hiệp hội trận đạo ta hắn nhấn mạnh nói thối lắm kỳ liên đông cũng nổi giận đây rõ ràng chính là đan sư cao cấp của hiệp hội Đan đạo, năm nay cũng mới 19 tuổi, thiên tài đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng được. Ngươi lại dám nói là người của hiệp hội Trận đạo ngươi? Đây rõ ràng là người của hiệp hội Đan đạo ta. Hắn quát, ngươi mới thối, đây là người của hiệp hội Trận đạo chúng ta. Trần Hạo cũng không chút khách khí, gào lại gào, cũng không phải là chưa từng gào qua. Hai lão đầu cộng lại đã quá 200 tuổi đều đỏ mặt, gân cổ ở đó kêu gào, hận không thể đi bóp cổ của đối phương. Trọng Phi Dương trợn mắt há hốc mồm, hắn thấy đây là một hồi trò khôi hài, bởi vì đây là chuyện rất rõ ràng, rất dễ dàng tìm ra chân tướng. Vì sao Kỳ Liên Đông lại phải nói như vậy, thoáng cái sẽ bị vạch trần, mau buông tay, người mới buông tay, hai lão đầu mỗi người lôi kéo một cánh tay của Lăng Hàn, đều muốn kéo Lăng Hàn đến phía bên mình. Trọng Phi Dương mở miệng, nói, Lăng Hàn, vẫn là người tới giải thích một chút đi. Đây là chuyện rất đơn giản, hết lần này tới lần khác hai người đứng đầu cũng không nghĩ tới. Lăng Hàn nhe răng nhếch miệng, nói, cái này, cái kia, nói như thế nào đây, ta đúng là trận sư trung cấp của Hiệp hội trận đạo. Cái gì, kỳ liên đông dọa cho giật mình, ngươi đang nói đùa sao, ngươi không phải đan sư cao cấp của nhà ta sao, thế nào còn là trận sư trung cấp, kỳ lão đầu, có nghe hay không, Trần Hạo Dương Dương đắc ý, thật không biết kỳ liên đông này tranh với hắn làm cái gì. Đây không phải là chuyện quá rõ ràng sao?" Lăng Hàn cười ha hả, nói, "Trần hội trưởng, ta còn là đan sư cao cấp của hiệp hội đan đạo." Những lời này nói ra, Trần Hạo cũng há hốc miệng, giống như trở nên đần độn. Hai vị đại lão cục diện gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng bây giờ bọn họ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ thật sự không tin sẽ có người có thể đồng thời ở hai phương diện đều nắm giữ thiên phú kinh người. Nhưng tuy rằng bọn họ giễu cợt, chọc phá, so sánh lẫn nhau. Nhưng nhiều năm như vậy, Hai bên làm sao có thể không ăn ý với nhau? Đấu thì đấu, nhưng hai bên thật ra còn tỉnh táo, tin tưởng đối phương cũng không phải là người nói láo. Trọng Phi Dương cũng trợn mắt há hốc mồm, tình huống gì vậy, sự thông minh của hắn hình như có chút không đủ dùng. "Ngươi thật sự là trận sư trung cấp, ngươi thực sự là đan sư cao cấp." Hai lão đầu đồng thời hỏi, Lăng Hàn gật đầu, nói, "Ta đã là trận sư trung cấp, cũng là đan sư cao cấp, không hề sai." Kỳ Liên Đông cùng Trần Hạo nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời nói. Người buông tay, người mới buông tay, đây là thiên tài của Hiệp hội trận đạo nhà ta. Lan, Lăng Hàn lại là đan sư cao cấp, hiếm lạ trận sư trung cấp cai rắm. Nói thừa, tiếp theo Lão Phu lại sẽ đích thân bồi dưỡng, bảo đảm ở trong vòng 3 năm, không, trong vòng 1 năm khiến cho tiểu tử này trở thành trận sư cao cấp. Thổi, người ra sức mà thổi phồng đi, có 3 năm, Lão Phu cũng có thể đưa hắn lên đan sư cấp tông sư. Hai lão đầu không để ý tới hình tượng tranh cướp, Bọn họ đều muốn kéo Lăng Hàn về phía bên mình, nói đùa, một người trẻ tuổi chưa đầy 20 tuổi, có thể đồng thời ở trên phương diện trận đạo, đan đạo đạt được thành tựu giống như vậy. Nếu như nghiên cứu một môn, tiền đồ tương lai không thể đo đếm. Có lẽ, gặp được một tông sư dưới 30 tuổi, ngươi không phải đã có hồng thiên bộ sao? Tìm thiên tài trận đạo của ngươi đi." Kỳ Liên Đông nói, Trần Hạo trợn trừng mắt, Hồng Thiên Bộ say mê võ đạo người ta nghiên cứu trận đạo chỉ là để tiến vào di tích cổ thám hiểm gặp phải tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ dễ dàng một chút làm sao có thể tập trung tất cả tinh lực vào hồng thiên bộ là hồng thiên bộ lăng hàn là lăng hàn vì sao lão phu phải nhường ngươi kỳ liên đông xì một tiếng nói chỉ dựa vào lăng hàn bây giờ là đan sư cao cấp nói rõ hắn ở trên đan đạo có tiền đồ hơn cho nên vẫn khác lãng phí thời gian ở chỗ của ngươi thối lắm nếu như lăng hàn ném tất cả tinh lực ở trên trận đạo hắn tất nhiên cũng sớm trở thành trận sư cao cấp. Trần Hạo tất nhiên không có khả năng nhượng bộ, hai lão đầu lại phẫn nộ, hình như muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương. Trọng Phi Dương chỉ cảm thấy hình như đang nằm mơ, hai vị đều là người có quyền thế lớn nhất dưới Thánh Hoàng, lại có thể sẽ tranh giành túi bụi như vậy, đâu còn có một chút phong thái nào của nhân vật lớn. Mà tất cả những chuyện này đều là bởi vì một thiếu niên vẫn còn chưa đầy 20 tuổi. Hắn cũng không nhịn được giật mình, Lăng Hàn lại còn là đan sư cao cấp, Chương 3712, niệm lực kỳ diệu. Nói thật, trước đó hắn thua Lăng Hàn vẫn còn có chút không phục. Hắn cho rằng mình có khả năng không điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Nhưng bây giờ nói, hắn hoàn toàn phục, chắc hẳn ai cũng phải phục, có gia hỏa nào yêu nghiệt như vậy sao? Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Hai vị hội trưởng không cần tranh, ta là đan sư, cũng là trận sư, điều này không có xung đột." Cái gì mà không xung đột? Hai đại lão đồng thời quát lên, nói đùa. Tinh lực của con người có hạn, đặt hết tinh lực ở trên một việc, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chuyện khác. Huống gì, bất luận là đan đạo hay trận đạo, đều tốn tâm huyết cả đời cũng có thể không đạt được đỉnh phong của lĩnh vực. Còn muốn kiêm tốt cả hai sao? Nhất định chỉ có thể bình thường. Đừng thấy Lăng Hàn hiện tại đã đan sư cao cấp lại là trận sư trung cấp. Nhưng đại đạo sơ hưng, trên tông sư khẳng định còn có cảnh giới cao hơn. Hơn nữa có khả năng vẫn có rất nhiều tầng, từ chút trận pháp, đan dược cổ đại truyền xuống, liền có thể đoán ra được. Cho nên, ham nhiều nhai không nát, nhất định phải chọn một chuyên. Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Vậy thì mời hai vị hội trưởng đại nhân giám sát, ta hẳn không có cách nào làm được mọi mặt theo ý của hai người, nhất định sẽ chỉ lựa chọn một môn." Hai lão đầu nhìn nhau, đều không cam lòng, nhưng thứ nhất không có khả năng ép đối phương, thứ hai nhìn bộ dạng Lăng Hàn như vậy, hình như cũng không thuyết phục được, cho nên vẫn đừng lãng phí thời gian. Bọn họ tạm thời tiếp nhận đề nghị của Lăng Hàn. Dù sao gia hỏa này còn rất trẻ, chờ hắn đụng phải tường, tự nhiên sẽ biết phải lấy hay bỏ. Kỳ lão đầu, lão phu khó có được một lần tới đây. Ngọc Hạc Xuân của ngươi, nhanh lấy ra cho lão phu nếm thử. Trần Hạo buông lỏng tay ra, ngồi xuống một bên, hoàn toàn không có một chút khách khí nào. Tôn nữ bảo bối của lão phu hàng năm lại chỉ có mấy vỏ rượu như thế, có ít nhất phân nửa tiến vào bụng ngươi. Kỳ Liên Đông oán giận nói, nhưng nói là nói như vậy, hắn vẫn mang tới hai chén rượu lòng dạ hẹp hòi gì chứ? Thuốc phi hoa của lão phu chỉ ít cũng có một nửa là bị ngươi hút hết. Trần Hạo xì một tiếng, nói, được lắm, hai lão đầu này nhìn như tranh cãi rất lợi hại, thật ra quan hệ cá nhân tương đối tốt. Lăng Hàn và Trọng Phi Dương nhìn nhau, cả hai đều rời khỏi thư phòng. Lăng Huynh, Huynh thật đúng là yêu nghiệt, Trọng Phi Dương đầy cảm khái nói, nếu như Lăng Hàn chỉ là trận sư trung cấp, vậy hắn còn cảm thấy mình không tụt lại phía sau. Nhưng Lăng Hàn hiện tại lại còn là đan sư cao cấp. Mặc dù nói đan sư và trận sư không phải là một hệ thống. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một tiêu chuẩn phán xét. Trận sư trung cấp đương nhiên là tương ứng với đan sư trung cấp. Nếu thật sự nói ra, hắn còn phải gọi Lăng Hàn một tiếng đại nhân. Thế nào cũng phải gọi một tiếng đại sư. Lăng Hàn cười nói, chỉ là đọc lướt qua tương đối rộng, đều là tạp học mà thôi. Trong lòng Trọng Phi Dương xúc động, đây vẫn chỉ gọi là đọc lướt qua sao. Hắn thở dài, đã dừng tâm tư tranh hùng cùng Lăng Hàn người ta tốn phân nửa tâm tư ở trên trận đạo cũng lợi hại hơn so với hắn. So sánh thế nào, hắn còn không biết, thật ra Lăng Hàn lợi hại nhất vẫn là võ đạo, hiện tại liền có danh hiệu Hồng Thiên Bộ thứ hai. Nếu không, hắn chắc hẳn sẽ nghi ngờ nhân sinh, mình là kẻ ngu ngốc không còn thuốc chữa. Lăng Hàn trở lại học viện, tiếp tục quan sát cái vòng tròn kia. Trời tối xuống, hắn đã hiểu ra rất nhiều điều, đồng thời, lực tinh thần của hắn đã ở dưới sự tầm bổ của dưỡng nguyên hồ lô, trở nên càng cường đại hơn, cách lực tinh thần cao cấp chỉ kém một tia. Còn có một tin tức tốt, đó chính là hắn đã sắp tu luyện nhất biến đến điểm cuối. Chỉ cần cắt một chút ra, là có thể nhìn thấy được, hiện tại máu của hắn đã hoàn toàn là màu tím. Lại trong vòng vài ngày nữa, hắn có thể trùng kích nhị biến. Sau khi thần luyện kết thúc, Lăng Hàn tiếp tục tìm hiểu khối vòng tròn kia. Nhưng đến lúc xế chiều, hắn ở trên quang não lại đột nhiên nhận được thông báo, bảo hắn 5 ngày sau đi tới bãi săn bắn của Hoàng gia tham gia cuộc săn. Trong thông báo, có quy định rõ ràng, hôm đó chắc chắn phải mặc quần áo gì, sau khi nhìn thấy Thánh Hoàng lại phải hành lễ thế nào v, v. Lão Trần làm việc rất có hiệu suất, Lang Hàn cười nói, hắn tạm thời để chuyện săn bắn qua một bên, còn có 5 ngày, hắn muốn trước đó đột phá đến nhị biến, lực tinh thần lại đạt được cao cấp, cũng hoàn toàn phá giải, nắm giữ, cũng có thể vận dụng được trận pháp trên cái vòng tròn này. Nói như vậy, cho dù trong lúc săn bắn gặp phải đối thủ cường đại, hắn cũng có thể không sợ lại một ngày lực tinh thần của hắn như nước đến canh mương đạt tới cao cấp hắn lập tức lại thử liên hệ cùng các nàng trong vị diện thân thể lần này cuối cùng thu được đột phá cực lớn hắn có thể cùng người ở bên trong trao đổi mặc dù chỉ là giao lưu về mặt ý thức lại đủ để cho bọn họ nói với nhau về nỗi tương tư một chờ đợi khổ sở giải nạn để gặp mặt mà điều này cũng cho lăng hàn động lực cực lớn hắn tin tưởng lực tinh thần của hắn lại tiến thêm vài bước nhất định có thể thả người từ vị diện trong cơ thể ra hắn thử vận chuyển lực tinh thần một chút, xem có thể nâng cao bao nhiêu chiến lực. Nhưng kết quả khiến cho hắn thất vọng, cho dù lực tinh thần cao cấp cũng chỉ có thể vận chuyển được tảng đá nặng khoảng 10 cân. Tuy nói như thế, điều này vẫn vô cùng lóa mắt. Bởi vì nhìn thấy được một tảng đá ở ngoài ba trượng từ từ nổi lên trong không trung, điều này vẫn khiến cho người ta tương đối chấn động. lang Hàn đột một phát sinh suy nghĩ kỳ lạ, lực lượng 10 cân tuy rằng không lớn, nhưng ở sau lưng len lén chém người một đao một kiếm, Chắc hẳn cũng rất có lực sát thương. Hắn thử vận chuyển một khối đá nhỏ, lấy niệm lực đẩy mạnh. Ầm, um, khối đá đánh ra, nện ở trên tường, lưu lại một điểm trắng. Uy lực chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, muốn lấy cái này đi đả thương người, giết người, hình như thực sự suy nghĩ quá nhiều. Không đúng, lực tinh thần không có khoảng cách, niệm lực đã tới. Đã như vậy, ta không phải có thể không ngừng tăng nhanh đối với khối đá lớn này sao? Lăng Hàn nhất thời có một loại cảm giác hiểu ra hắn vận chuyển lên một khối đá nhỏ, sau đó đẩy rời đi. Niệm lực đuổi theo, đẩy nữa, đẩy nữa, đẩy nữa. Rất nhanh, tảng đá không ngừng tăng nhanh tốc độ, thậm chí đột phá vận tốc âm thanh, gấp hai vận tốc âm thanh, nhưng lập tức bốp một cái, nổ nát. Chương 3713, đòn sát thủ 1. Dưới tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh, đối với bản thân tảng đá cũng tạo thành gánh nặng cực lớn, không chịu nổi liền nổ nát. lang Hàn lại vui mừng bất ngờ. Điều này chứng minh suy luận của hắn là có thể thực hiện. Dưới tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, vậy so sánh với súng ống bình thường, cũng có thể có uy lực cực lớn, hơn nữa còn khó lòng phòng bị. Ngay cả ngũ biến cũng có thể bị một đòn chí mạng. lang Hàn lẩm bẩm, mấu chốt là cái gì? Dưới tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, công kích này cũng sẽ không phát ra âm thanh. Bởi vì so với âm thanh phải nhanh hơn nhiều, nếu như ở sau lưng phát động công kích, vậy làm sao trốn được? Ta phải đi chế tạo mấy thanh đoản kiếm phải chịu đựng nổi áp lực thật lớn, gấp 2, gấp 3 thậm chí gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Tim Lăng Hàn đập thình thịch, điều này cũng xem như trở thành một đòn sát thủ của hắn. Nhiệm lực ngoại trừ bày trận và luyện đan ra, cuối cùng có lực sát thương trực tiếp. Thiếu gia, ta đột phá hoán huyết, tiếng tiểu thị nữ vui mừng hưng phấn truyền tới. Lăng Hàn xoay người, cười nói, hoán tuyết rất giỏi, vậy là đã đột phá. Mặc dù so với hắn vẫn chậm thái quá, nhưng hoán tuyết trước trước sau sau cũng chỉ dùng mười mấy ngày. Điều này vẫn đặc biệt kinh người, Hoán Tuyết rất vui vẻ, theo nàng mà nói, Lăng Hàn biểu dương chính là kiêu ngạo lớn nhất trong đời của nàng. Tiểu thị nữ xuất quan, Lăng Hàn tất nhiên cũng có người có thể sai phái. Hắn để cho Hoán Tuyết đi tới cửa hàng vũ khí, bảo trong cửa hàng chế tạo binh khí hắn cần đặt. Nguyên liệu phải đủ cứng rắn, còn phải nhẹ, còn muốn vô cùng sắc bén. Cái này lại lấy tốc độ ngoài gấp 3 lần vận tốc âm thanh từ phía sau lưng kéo tới, tin tưởng cho dù là hắn cũng không có cách nào trốn thoát được binh khí này được chế tạo ra lăng hàn liền nắm giữ đòn sát thủ chân chính loại binh khí này không cần phải thêm vào các nguyên liệu có bao nhiêu đắt đỏ chỉ cần đồng ý trả thù lao vậy nhất định có thể làm ra đây cũng không phải là pháp khí bởi vậy hoán tuyết rất nhanh đã trở về nói cho lăng hàn biết cửa hàng binh khí đã tiếp nhận đơn đặt hàng của hắn sẽ cho người suốt đêm làm việc muộn nhất chiều nay nhất định có thể lấy được lăng hàn gật đầu vậy chỉ có thể đợi đến ngày mai hắn tiếp tục tìm hiểu trận văn điều này thật là bác đại tinh thâm khiến cho hắn có loại cảm giác cần phải nghiên cứu cả đời một đêm trôi qua lăng hàn kết thúc tu luyện lúc sáng sớm xong phát hiện mình đã tiến không thể tiến thêm hắn thật sự được tu đến cuối của nhất biến lăng hàn cũng không vội vàng đột phá cảnh giới của hắn nâng cao quá nhanh cần thời gian đi làm vững chắc nền tảng một chút nhưng cái này cũng không cần thời gian quá lâu ban đầu hắn dự định đột phá nhị biến lại đi tham gia cuộc tranh tài săn bắn nhưng không nghĩ tới lại khai phá ra đòn sát thủ lực tinh thần này cái này khiến cho đột phá cảnh giới trở nên không quá cần thiết như vậy vẫn hoàn toàn củng cố cảnh giới lại đột phá như vậy mới là ổn thỏa buổi chiều hoán tuyết đi lấy binh khí nàng rất nhanh lại mang về chín thanh tiểu kiếm sáng loáng chỉ dài một ngón tay thân kiếm vô cùng mỏng manh phân lượng cũng nhẹ vô cùng tạo hình chỉnh thể lại hoàn toàn là hình giọt nước cái này bay ở trong không khí sẽ giảm bớt sức cản cực lớn Lăng Hàn thử lấy mũi kiếm rạch một cái, trên tảng đá lập tức xuất hiện tia lửa, bị hắn đơn giản vạch ra một vết mờ mờ. Thiếu gia, trong cửa hàng nói đây là dùng Huyền Hà kim chế tạo ra, thuộc về kim loại đặc biệt." Tiểu thị nữ ở một bên nói, "Ta nhìn qua một chút, chỉ có lúc này mới phù hợp yêu cầu của thiếu gia. Bản thân nguyên liệu mềm mại lại cứng rắn, sau khi đánh bóng, vô cùng sắc bén, chỉ có điều, thật là đắt." Nàng lập tức lộ ra vẻ nhức nhối, "Chín thanh kiếm lại muốn hơn 200 vạn Huyền Bắc tệ." Quả thực chính là đoạt tiền, Lăng Hàn lại thoáng lộ ra một vẻ tươi cười. Giá trị, tiền này xài đáng giá, ha ha. Hắn lấy niệm lực cầm một thanh tiểu kiếm lên, sau đó ném đi, không ngừng tăng nhanh tốc độ. Thình thịch, đột nhiên, tốc độ của thanh kiếm này tăng vọt, vận tốc âm thanh, gấp 2, gấp 3. Tiểu kiếm bắn tới trên vách tường, trực tiếp phá thủng một lỗ nhỏ, tiếp tục bay ra ngoài. Phút một cái, nó cắm vào trên bức tường đối diện, lúc này mới ngừng lại được. Lăng Hàn tung người một cái bay vút qua, rút tiểu kiếm ra. Mũi kiếm vẫn hoàn chỉnh, hoàn toàn không có chút hao tổn, quả thực cứng rắn. Hắn hết sức hài lòng, chỉ có điều ở nơi đông đúc ấy cũng không tiện thí nghiệm. Bởi vậy hắn đi tới núi rừng phía sau, ở đây đá chính là nhiều. Vèo, phi kiếm lại hồi sinh, đạt tới tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, trong nháy mắt lại bắn thủng một khối đá dày hơn một thước. Lực sát thương thật khủng bố, ai lại nói tinh thần lực của hắn không thể giết người, hắn sẽ đánh vào miệng người đó. Tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh chính là cực hạn sao. lang Hàn thì thào, uy lực này tuy rằng đã không yếu, nhưng chỉ cần cực cốt cảnh đúng lúc kịp phản ứng, vẫn có thể một quyền đánh bay phi kiếm. Tốc độ đánh ra công kích khẳng định còn cao hơn so với tốc độ thân thể di chuyển, cho nên không tránh được cũng không có nghĩa là không đánh bay được. Có câu nói, xét đánh không kịp bưng tai. Nếu như tốc độ của kiếm này có thể nhanh đến mức cho dù mắt nắm bắt được, nhưng tay cũng không kịp giơ lên, Vậy coi như là đánh chính diện, đối phương lại ngăn cản thế nào. Lăng Hàn thì thào, ánh mắt hắn chợt sáng lên, hắn vung tay phải lên, quét, tiểu kiếm lại bay ra ngoài, niệm lực của hắn lại tiếp tục đẩy mạnh, đây là dung hợp bí lực, thể lực cùng niệm lực đến với nhau. Điểm rất đặc biệt của lực tinh thần lại ở chỗ không để ý tới khoảng cách. Chỉ cần ở phạm vi niệm lực có thể chạm đến, có thể vừa niệm liền tới. Bởi vậy, ở dưới niệm lực thúc đẩy mạnh Ban đầu phi kiếm đạt được tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh lại bắt đầu gia tăng, trong nháy mắt đạt tới gấp 3 lần vận tốc âm thanh, rồi đến hơn gấp 3 lần, cuối cùng lại đạt tới gấp 4 lần. Đây là cực hạn, trừ khi tinh thần lực của Lăng Hàn lại có sự nâng cao, hay là hắn có thể có được nguyên liệu càng nhẹ hơn, như vậy mới có thể tiếp tục nâng cao tốc độ của thanh phi kiếm. Gấp 4 lần vận tốc âm thanh đánh chính diện, cho dù là cực cốt cảnh cũng rất khó chống đỡ. Lăng Hàn gật đầu, hết sức hài lòng. Chương 3714, đòn sát thủ 2. Hắn vẫn thử cùng lúc ném ra chín thanh kiếm, nhưng đừng nói chín thanh, chính là hai thanh cùng nhau bắn ra, uy lực cũng đột nhiên giảm xuống. Còn xa mới uy hiếp bằng một thanh bay tới. Thôi đi, ở thời điểm niệm lực của hắn còn không có cường thịnh đến mức tận cùng, hắn vẫn tạm thời sử dụng một thanh là được. Hắn trở lại nơi ở, tĩnh tâm chuẩn bị, không phải là vì cuộc săn bắn, mà là vì vững chắc cơ sở. Hắn cho rằng thời điểm viên mãn, hắn sẽ đi trùng kích nhị biến. Thời gian lặng lẽ qua, đã đến ngày săn bắn, hắn tất nhiên sẽ không đi bộ qua, mà gọi là một chiếc xe. Hoàng cung ở vị trí đầu rồng của đế đô, bãi săn bắn hoàng ra lại ở chỗ đuôi rồng. Từ học viện đế đô chạy tới thật ra cần một chút thời gian. Cho dù lái xe cũng tốn hơn 2 giờ, xe không có khả năng đến quá gần, phải dừng lại từ phía xa. Bãi săn bắn hoàng gia chính là vùng cấm, cho dù là đám người bốn đại soái cũng không thể vô duyên vô cớ xông vào, huống gì là người dân thường. Làm Hàn lưỡng thững đi tới, rất nhanh lại đi đến lối vào của bãi săn bắn, nơi này có trọng binh gác. Không đợi hắn đi vào, liền thấy một chiếc xe ngựa đánh tới, vượt qua hắn, dừng ở nơi cửa. Cửa xe ngựa mở ra, xuống trước là một tỷ nữ y phục màu xanh, lấy ra cái bậc thang để dưới đất. Lúc này mới có một mỹ nhân y phục màu trắng từ bên trong đi ra. Gió núi thổi qua, váy trắng tung bay, giống như đang khiêu vũ, có loại tiên khí phiêu giật. Chỉ có điều, lang hàn liếc mắt nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng này nhất thời lộ ra vẻ không vui vì nữ nhân tiên khí cực nồng đậm này chính là phong nhược tiên nàng chậm rãi đi xuống đất quân sĩ phía trước lập tức ôm quyền hành về phía nàng lễ có vẻ rất tôn kính vị này chính là nữ bá tước được thánh hoàng thân phong ở đế đô chính là thân phận độc nhất tuy rằng không có thực quyền gì nhưng ở trên ý nghĩa nào đó chính là hoàng thân quốc thích phong nhược tiên đối với bất kỳ người nào cũng ôn nhu uyển chuyển mỉm cười đáp lại khiến cho những quân sĩ này đều được sủng mà kinh hãi lo sợ, làm sao có thể có nữ nhân ôn nhu dễ gần như vậy. Giả vờ, thực sự biết giả vờ, phong nhược tiên này mới liếc mắt nhìn Lăng Hàn, gương mặt có vẻ kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Tại sao lại gặp phải Lăng Hàn ở chỗ này? Nàng không phải đã để cho mấy vị hoàng tử loại bỏ tư cách dự thi của Lăng Hàn rồi sao? Gia hỏa này vì sao lại tới đây? Ha ha, cho rằng chạy tới nơi này, cầu xin ai đó, là có thể vào sao? Ngây thơ, nàng thật muốn đi tới châm chọc lăng hàn vài câu. Trước đây từ chối lời chiêu mộ của mình, hiện tại đã biết khó khăn đi. Chỉ có điều, nàng ở trước mặt mọi người chính là dáng vẻ tiên tử ôn nhu, làm sao có thể tự hủy hình tượng, lộ ra một mặt ác độc của nàng. Tiên muội muội đúng lúc này, chỉ thấy từ bên trong bãi săn bắn có một nam tử trẻ tuổi đi tới. Dáng vẻ chỉ khoảng 24-25 tuổi, tướng mạo đặc biệt anh Tuấn, toàn thân huyết khí tung bay, lại có một loại cảm giác áp bách. Các quân sĩ lập tức không người, cùng lúc nói, ra mắt cửu thập tứ điện hạ, phong nhược tiên cũng nguyện miệng cười, nói, Đức Dương ca ca, nam tử trẻ tuổi này chính là nhi tử thứ 94 của thánh thượng hiện nay, tên là Trần Đức Dương. Trần Đức Dương rất cao ngạo, hắn đã đi tới, đầu tiên, hắn liếc mắt thoáng nhìn về phía lăng hàn, sau đó nhìn về phía phong nhược tiên hỏi. Hắn là ai, nàng làm gì nhìn hắn như thế, ghen tuông mười phần, lăng hàn đi nhanh tới, hắn không hận Trần Đức Dương. Loại con em hoàn khố này còn chưa có tư cách bị hắn để ở trong lòng. Hắn buồn bực chính là Phong Nhược Tiên, đây thật sự là giết người không thấy máu, không ngừng sinh sự, khiến cho người ta chán ghét. Hắn vốn chỉ đáng ghét Phong Nhược Tiên, dự định sau này cũng không gặp lại. Nhưng bây giờ, hắn có một kích động muốn đánh đau nữ nhân này một trận. Phía sau cửa là một con đường lát đá rất dài. Hai bên lại trồng cây lớn, lá xanh thành tán, cũng không có có vẻ hưu quạnh vì mùa đông. Lăng Hàn thuận đường đi tới. Sau khi đi đại khái mười mấy phút, phía trước xuất hiện một quảng trường cực lớn. Thật sự rất lớn, chiều dài, chiều rộng tất cả khoảng 300 trượng. Phía mặt bắc lại xây một đài cao, phía trên còn lều tre, có thể che mưa che nắng. Hiện tại trên đài cao không có một bóng người, chỉ có điều trên quảng trường dưới đài lại có không ít người đang đứng. Liếc mắt nhìn qua, căn bản đều là người trẻ tuổi. a à, Lăng Hàn, sao ngươi lại tới đây? Hiên viên định quốc lập tức đã đi tới hắn vừa vặn đang ở gần đó lăng hàn mỉm cười nói nhờ người chuẩn bị quan hệ cho nên lại ở trong danh sách hiên viên định quốc kinh ngạc tên của lăng hàn lại bị mấy vị hoàng tử loại ra ai có mặt mũi lớn như vậy còn làm lăng hàn được thêm trở lại chẳng lẽ không sợ đắc tội mấy vị kia sao dù thế nào đó cũng phải là loại cấp bậc như bốn đại soái hồng thái sư nhưng vấn đề là trong mấy vị nhân vật lớn này lại có người nào sẽ nguyện ý ra mặt cho lăng hàn thân phận và địa vị của hai bên tranh lệch thật sự quá xa lăng hàn ngay cả tư cách khiến cho bọn họ biết tên cũng không có quan hệ này của ngươi thật đúng là đủ cứng hắn nói lời trong lòng lăng hàn cười ha hả hội trưởng tổng hội trận đạo quan hệ này đương nhiên đủ cứng cho dù là bốn đại soái đều phải cho trần hạo một chút mặt mũi thấy lăng hàn không nói ra người này là ai hiên viên định quốc cũng không có hỏi nhiều hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn không đến mức mất đi sự đúng mực Ngày hôm nay thật đúng là có rất nhiều người tới đây. Hiên viên định quốc đổi qua một đề tài khác, tuy rằng Thánh Hoàng nói, người cực cốt cảnh cũng không cần tới tham gia náo nhiệt, nhường cơ hội lại cho người trẻ tuổi. Nhưng vẫn có rất nhiều người dừng lại ở mũ biến đỉnh phong thật nhiều năm muốn tới. Không nói người khác, vị thất ca kia của ta cũng tới. Hắn chỉ vào một nam tử cách đó không xa, vị con trai thứ bảy của hiên viên gia nhìn qua đã hơn 30 tuổi, còn để tròm dâu, toàn thân có vẻ đặc biệt thô lỗ, so với hiên viên định quốc tiểu bạch kiểm này khác biệt rất lớn. Chắc hẳn không phải là cùng một mẹ sinh ra, hiên viên nhạc thủy, từ lúc 10 năm trước cũng đã là ngũ biến. Hiên viên định quốc nhỏ giọng nói, tuy rằng hắn còn không có nhảy vào cực cốt cảnh, nhưng thời điểm ở ngũ biến đỉnh phong thật sự quá dài, tu luyện ra thủ đoạn lợi hại, cũng sẽ không thua kém hơn so với nhất cốt là bao nhiêu. chương 3715, bốn vị hoàng tử. Lăng Hàn gật đầu, mặc dù cảnh giới lớn khó phá, nhưng người nơi này đều là hậu đại của minh văn cảnh thậm chí phá khiếu cảnh tất nhiên có thủ đoạn khác nâng cao thực lực chính mình không thể xem bọn họ trở thành ngũ biến bình thường được vậy ngươi có nắm chắc không hắn hỏi hiên viên định quốc cười hắc hắc ban đầu ta quả thực không bằng dù sao người ta khẳng định rèn luyện bí lực càng tinh thuần hơn lại tu ra thủ đoạn đặc biệt nhưng ta có được nhiều mật ong tím vàng như vậy thể phách và thể lực đều có tiến bộ kinh người cũng không đến mức không có sức đánh một trận lang hàn gật đầu vậy là tốt rồi, hai người các ngươi đang lặng lẽ nói cái gì đó. Giọng nói hiểu điệu, quyến rũ mị truyền đến, một đại mỹ nữ xinh đẹp cũng lắc lắc mông xuất hiện. Đó chính là yêu tinh ân tú tinh này, hiên viên định quốc rất tự giác lui ra phía sau, vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Yêu tinh này mê chết người không đền mạng, chọc nàng cũng chỉ có gặp xui xẻo, lang hàn lại cười, nói, đang nói đã mấy ngày không gặp, ân cô nương lại đẹp hơn vài phần. Yêu, lang tiểu đệ thực sự càng lúc càng biết ăn nói, Khiến cho tỷ tỷ thật vui vẻ Ân tú tinh hiếp mị nhãn thành một đường thẳng Làm cho lòng người nổi sóng Lần này muốn đạt được quán quân của cuộc so tài săn bắn Xem ra vô cùng khó khăn Tần tinh hỏa đã đi tới Tuy rằng bản thân mấy người bọn họ bối phận khác nhau Nhưng tuổi lại sắp xỉ Bởi vậy ngược lại qua lại rất gần Ai có thể nghĩ tới Những huynh trưởng tỷ tỷ này của chúng ta Cũng sẽ tham gia thi đấu Đường duyệt cũng đã đi tới Lần này có thể tiến vào 10 người đứng đầu là tốt rồi Ha ha, huyên viên định quốc, tần tinh hỏa và ân tú tinh đều cười. Bọn họ cũng không dám nói ra lời quá vẹn toàn, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ hướng về phía 10 người đứng đầu. Bởi vì chỉ có danh hiệu đứng đầu mới có thể nhận được thánh hoàng tự mình chỉ điểm võ kỹ. Ngoài danh hiệu đứng đầu, thứ hai và thứ 10 hoàn toàn không có gì khác nhau. Lăng Hàn, chỉ thấy bốn gã nam tử cùng đi qua, ba người Lăng Hàn không biết, chỉ có điều có một người chính là Trần Đức Dương. Hắn đi ở cuối cùng, Hình như không muốn cùng Lăng Hàn mặt đối mặt. Rất bình thường, dù sao hắn có nhược điểm rơi vào trong tay Lăng Hàn. Ra mắt các vị điện hạ, bốn người hiên viên định quốc đồng thời hành lễ. Bốn gã nam tử này gật đầu, ngoại trừ Trần Đức Dương ra, ba người khác theo thứ tự là Trần Kinh Nghiệp, đứng hàng thứ 89, Trần Thánh Kiệt, đứng hàng thứ 91, Trần Lực Hành, đứng hàng thứ 97. Thật đúng là không ngờ, người còn có thể xuất hiện ở nơi này. Trần Kinh Nghiệp lãnh đạm thản nhiên nói, Lăng Hàn cười, tại hạ xuất hiện ở nơi này, có gì kỳ quái? Hừ, người không đến ngược lại cũng thôi, nếu đã tới, vậy cũng nên cẩn thận. Trần Kinh Nghiệp thoáng lộ ra một sự uy nghiêm đáng sợ. Săn bắn lại một chuyện nguy hiểm, uy hiếp trắng trợn, Lăng Hàn cười nhạt, nói, đa tạ điện hạ quan tâm, tại hạ sẽ cẩn thận. Trần Kinh Nghiệp hừ một tiếng, có chút phẫn nộ, ban đầu hắn muốn Lăng Hàn khiếp sợ đến mức cầu xin tha thứ. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này trấn tĩnh như vậy thảo nào có can đảm dám quấn quyết lấy phong nhược tiên da mặt này đủ dày lá gan khá lớn hắn hừ một tiếng không nói thêm gì nữa trần thánh kiệt tiếp nối nói cho bản thân ngươi một lời khuyên vẫn nên lập tức rời đi thì tốt hơn trần lực hành lại mỉm cười ta cảm thấy như vậy rất tốt đều nói vị này chính là hồng thiên bộ thứ hai bản hoàng tử rất muốn lĩnh giáo một chút nhìn vẻ mặt của hắn hình như cũng không phải quá để mắt đối với hồng thiên bộ lang hàn âm thầm lắc đầu bốn hoàng tử này xem ra đã bị làm hư cho nên mới không coi ai ra gì như vậy nếu hồng thiên bộ có thể được khen là yêu nhiệt ép trời vậy khẳng định là có chân tài thật học các ngươi lợi hại nhất chỉ là lão tử của các người lại không phải là bốn người các ngươi dục vọng chiến đấu của hắn nhất thời giảm xuống đến đáy cốc hắn cũng lười châm chọc bốn người này thật sự được quá giảm thân phận a à, hồng thiên lượng tới hiên viên định quốc đột nhiên nói cho dù là bốn gã hoàng tử trần kinh nghiệp cũng nhìn sang tuy rằng trong miệng bọn họ xem thường đối với hồng thiên bộ nhưng trên thực tế hồng thiên bộ chính là thiên kiêu mạnh nhất ở trong thế hệ trẻ có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở thành đầu lĩnh thật sự ở trên phương diện thực lực hắn có thể sánh ngang với đám lão cường giả nổi tiếng như bốn đại soái nghị sự trưởng thậm chí có người suy nghĩ hiện tại hắn đã có thực lực như vậy chỉ là hắn không lộ rõ mà thôi bởi vậy làm đệ đệ của hồng thiên bộ hồng thiên lượng cũng được quan tâm cực cao lang hàn cũng liếc mắt thoáng nhìn hắn không khỏi thoáng kinh ngạc, bởi vì khí thức của Hồng Thiên Lượng bây giờ rất không ổn định, thường xuyên từ trong cơ thể tràn ra. Vừa nhìn liền biết là mới đột phá chưa bao lâu, điều này không kỳ quái, kỳ quái chính là khí thức của gia hỏa này lại là màu tím đen. Võ giả bước vào nhất biến, máu sẽ từ màu đỏ chuyển biến về phía màu tím. Đợi cho tới lúc biến thành màu tím hoàn toàn, đó là nhất biến đỉnh phong. Đây là đặc điểm vô cùng rõ ràng, mà máu biến thành màu tím đen, điều này có ý nghĩa như thế nào? Nhị biến, điểm cuối của nhị biến, máu hóa thành màu đen, từ tím đến đen, chính là tiến trình nhị biến. Máu ảnh hưởng tới khí tức, cho nên trừ phi là tu luyện công pháp đặc biệt, vậy khí huyết phát ra chính là màu sắc giống như máu. Cho nên, Hồng Thiên Lượng chắc là nhảy vào nhị biến. Điều này cũng có thể giải thích vì sao khí tức của hắn không ổn định như vậy. Đây mới là điểm khiến cho Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này lại có thể vượt qua mình ở trên phương diện cảnh giới. Phải biết rằng Lăng Hàn tiến cảnh đã rất nhanh, như vậy còn có thể bị đuổi theo quả thật làm cho người ta giật mình hồng thiên lượng tự tin tăng cao thời điểm ánh mắt hắn đảo qua lăng hàn mang theo một tia khiêu khích còn có sự xem thường dường như hắn muốn nói lăng hàn đã không xứng là đối thủ của hắn a à, gia hỏa này thế nào lại thành nhị biến tần tinh hỏa kinh ngạc nói hồng gia bang lại là thế lực có thể chống đỡ cùng tần gia bang bởi vậy hắn tất nhiên cũng sẽ quan tâm tới tu vi của hồng thiên lượng một chút thời điểm gia hỏa này tiến vào học viện rõ ràng chỉ là thông mạch. Hiện tại hắn không chỉ bước vào hoán huyết, hơn nữa còn đạt tới nhị biến. chương 3716, Thánh Hoàng đến. Tuy rằng quả thật có vài loại dược có thể cho tu vi người ta nhanh chóng nâng cao, nhưng không thể không khiến cho căn cơ bất ổn. Nhất định phải rèn luyện đánh bóng cảnh giới. Tùy tiện đột phá, không chỉ ảnh hưởng tới xác suất thành công, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hiên viên định quốc cũng nói. Đường Duyệt lại lắc đầu, nói, Vậy là các ngươi không biết, mấy ngày trước đó Hồng Thiên Lượng rời khỏi học viện, nghe nói là được người kia gọi đi huấn luyện đặc biệt. Người kia đương nhiên chính là Hồng Thiên Bộ, ở trong thế hệ trẻ có rất ít người gọi thẳng tên của Hồng Thiên Bộ. Tất cả đều lấy người kia để thay thế, hình như nói thẳng tên này sẽ khiến mình cảm thấy áp lực. Vậy khó trách, Tần Tinh Hỏa gật đầu, có người kia ra tay, cho dù tốc độ Hồng Thiên Lượng đột phá có nhanh một chút, cũng sẽ không dao động tới căn cơ. Ba người hiên viên định quốc đều gật đầu. Suy nghĩ sâu xa Bất cứ việc gì chỉ cần có dính dáng tới Hồng Thiên Bộ Vậy cho dù là chuyện không hợp lý Cũng sẽ trở nên hợp lý Bởi vì đây là một có nam nhân thể sáng tạo kỳ thích Lăng Hàn đột nhiên có một loại kích động Muốn gặp mặt Hồng Thiên Bộ Xem đến cùng hắn có dáng vẻ thế nào Nhị biến mà thôi Không uy hiếp được Đường duyệt phất phất tay Ba người hiên viên định quốc đều biểu thị đồng ý Bọn họ lại là ngụ biến đỉnh phong Bản thân cũng là thiên tài ở thông mạch cảnh tu luyện đến 20 mạch tất nhiên vững vàng ép được Hồng Thiên Lượng. Lăng Hàn lại luôn cảm thấy trạng thái của Hồng Thiên Lượng hiện tại có chút khác biệt. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhị biến như vậy, chỉ có điều, vậy thì tính sao? Dựa vào lực tinh thần và tốc độ, Lăng Hàn hiện tại ngay cả cường giả nhất cốt cũng có thể địch nổi, thậm chí giết chết. Hắn càng không cần lưu ý tới một nhị biến, theo thời gian chậm rãi trôi qua, người tới càng lúc càng nhiều. Qua hơn nửa canh giờ, người tham gia thi đấu chắc hẳn đều tới đông đủ tiếp theo lại là nhân vật lớn chân chính lên đàn. Người đầu tiên đến là Hồng Thái Sư. Đây là một lão nhân nhìn qua 60-70 tuổi, dâu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt lại là đặc biệt hồng nhuận, thân hình cao lớn, lưng thẳng như cán bút, tinh khí thần rất đầy đủ. Người thứ hai lại là Dương Bách. Hắn không phải tới một mình, mà còn dẫn theo một tiểu nha đầu béo mập khả ái, chỉ khoảng 7-8 tuổi. Đây là cháu gái của hắn. Một tay bị nắm, đôi mắt to trong veo như nước lại hết nhìn trái tới nhìn phải, hoàn toàn không có một chút cảm giác sợ người lạ nào. Hai vị này là chiêu bài lớn nhất, bốn đại soái bởi vì chấn thủ biên thùy, tất nhiên không có khả năng qua. Hai người bọn họ đều tới, vậy có thể đến chậm hơn so với bọn họ cũng chỉ có một người. Thánh Hoàng hiện nay, quả nhiên, chỉ là một lúc sau, liền nghe một người cao giọng nói. Thánh Hoàng giá lâm, nhất thời tất cả mọi người đều nghiêm nghị, đứng trang nghiêm. Không ai lại trâu đầu ghé tai. Cho dù là Dương Bách và Hồng Thái Sư ngồi ở trên đài cao cũng đứng lên, mặt hướng về phía đông. Vèo, một bóng người bay vút đến, rơi vào trên đài cao. Thánh Thượng, tất cả mọi người kho mình hành lễ. Hiện nay Thánh Thượng có ý chí cường đại, không cần thần dân quỳ lạy, lại làm cho vị Thánh Hoàng này thu hoạch được càng nhiều sự tôn trọng hơn. Dù sao kính nể, e sợ đến từ lòng người, mà không phải chỉ đơn giản là một cái quỳ. Lăng Hàn nhìn sang, vị Thánh Hoàng này đúng là trẻ tuổi tới mức thần kỳ nhìn qua nhiều lắm khoảng 40 tuổi, khí tức nội liếm, giống như người bình thường. Nhưng hai mắt rất có thần, nhất thời khiến cho hắn có vẻ không giận tự uy. Vị thánh hoàng này chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở đó, lại tản ra khí phách vô tận. Dường như trời sập xuống, hắn cũng chỉ cần ung dung khoát tay, cũng chống đỡ được trời đã đổ sụp xuống, lại ấn trở lại. Theo lý mà nói, vị thánh hoàng này phải có hơn 100 tuổi. Lăng Hàn cũng không nhận ra đối phương ăn chú nhan đan các loại, Nam nhân cần phải làm vậy sao? Như vậy, nhất định là vị thánh hoàng này đã sớm tu luyện đến cảnh giới cực cao, thọ nguyên tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, tốc độ dung nhan giả yếu đương nhiên lại chậm lại. So sánh xuống, Hồng Thái sư dương bách lại kém hơn rất nhiều. Không lâu sau Lăng Hàn mới biết được, vị thánh hoàng này tục danh là Trần Phong Viêm. Đây vẫn là hiên viên định quốc nói cho hắn biết, người bình thường không có khả năng biết, lại không dám đi nghe. Trần Phong Viêm gật đầu, giơ tay lên, sau đó ngồi xuống. Lần này tổ chức cuộc so tài săn bắn, mục đích là kích phát huyết khí của thế hệ trẻ. Không nên thấy hiện tại gió êm sóng lặng, một mảnh hòa bình, nhưng ở trong tương lai không lâu, có lẽ sẽ là một hồi cục diện khác. Vị này là người đứng đầu võ đạo đương kim Thiên Hạ nói, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. "Vâng, Thánh Hoàng bệ hạ." Tất cả mọi người hô lớn, không ít người còn kích động đến mức gương mặt đỏ bừng. Trần Phong Viêm trong 10 năm có 9 năm bế quan khổ luyện. Đừng nói nghe được Thánh Hoàng phát biểu, cho dù là gặp mặt một lần cũng xa xỉ. Vậy liền bắt đầu, Trần Phong Viêm phất phất tay, tất cả mọi người hướng về phía đài cao bái một cái, lúc này mới xoay người, xuất phát về phía trong núi rừng. Trước đó, tất cả mọi người đã tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ về chi tiết quy tắc thi đấu. Mỗi người đều chỉ có thể hành động một mình, không được lập bang kết phái. Nếu không, con mồi giết chết sẽ không được tính là thành tích. Ở trong núi rừng cực lớn này, bố trí rất nhiều quản chế, tỷ lệ bao trùm đạt tới khoảng 9 phần. Cho nên ai cũng đừng nghĩ tới ý niệm gặp may. Về phương diện khác, có quản chế tồn tại, muốn thống kê thành tích của mỗi người lại đơn giản. Thời gian tranh tài là 3 ngày. Trong lúc ở chỗ này, giữa các tuyển thủ có thể ra tay với nhau, nhưng tuyệt đối không thể cố ý giết chóc. Đừng quên lại có quản chế luôn luôn theo dõi. Hiên viên định quốc vỗ nhẹ vào vai của Lăng Hàn, liền triển khai thân hình chạy vội. Cuộc so tài này vừa nhìn thực lực, đồng thời còn có thành phần vận khí tương đối. Nếu như bên trong thời gian 3 ngày đều gặp phải vài yêu thú bình thường, vậy tuyệt đối không thể đạt được thành tích tốt. Cho nên, đám người như hiên viên định quốc, tần tinh hỏa cũng có thể thu đến danh hiệu vô địch. Mặt khác nói, quang não ở chỗ này chỉ có thể nối liền đến một bình đài, kiểm tra thành tích của mình và những người khác. chương 3717, cuộc săn bắn bắt đầu. Lăng đệ đệ, chờ tỷ tỷ lấy về quán quân, trở về lại ăn ngươi coi như phần thưởng ân tú tinh cười ha ha đồng thời thân hình bắn đi chiếc váy tung bay giống như một con hoa hồ điệp yêu tinh chính là yêu tinh lúc nào cũng không quên khiêu khích người lang hàn ngược lại không gấp dù sao có thời gian ba ngày không cần tranh chút thời gian như thế chỉ có điều cũng chỉ là mấy phút mà thôi bảng điểm tích phân săn bắn đã xuất hiện biến hóa có người hoàn thành lần giết đầu tiên vào tới vị trí xếp hạng thứ nhất của bảng có một người nữa Lập tức liền có người nhảy tới vị trí đầu tiên, đẩy người kia xuống vị trí thứ hai. Lúc này mới vừa bắt đầu, bảng điểm tích phân đã biến hóa rất kịch liệt. Gần như cứ cách mấy phút, 10 người đứng đầu, thậm chí tên 50 người đứng đầu đều khác nhau. Trong đầu lang hàn có một địa đồ rõ ràng, bãi săn bắn này chia ra làm 3 khu vực. Trong khu vực đầu tiên căn bản là yêu thú thông mạch cảnh. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể sẽ xuất hiện hoán huyết cảnh. Sau khi đến khu vực thứ hai, nơi này căn bản là yêu thú hoán huyết cảnh có chút ít thông mạch cảnh và cực cốt cảnh. Rồi sau khi đến khu vực thứ ba, đó chính là thiên hạ của yêu thú cực cốt cảnh. Chỉ có điều, cho dù là ở khu vực thứ ba, yêu thú cực cốt cảnh thật ra cũng ít ỏi. Mục tiêu của Lăng Hàn chính là khu vực thứ ba, chỉ là muốn đến được khu vực thứ ba, trước hết phải thông qua khu vực đầu tiên và khu vực thứ hai. Hắn cũng không triển khai phi toa bộ, tuy rằng điều này khiến cho hắn một phương tiện đi lại tuyệt vời, nhưng để lộ thực lực của mình quá sớm cũng không phải một chủ ý tốt nhất là có người rõ ràng muốn gây bất lợi cho hắn sau khi bay qua đỉnh núi này hắn liền tiến vào khu vực thứ hai cắt ngang ở trước mặt hắn là một con sông lớn sóng lớn cuộn trào vô cùng mãnh liệt độ rộng lại ở khoảng trăm trượng cũng không có cây cầu nào bắc qua lấy sóng nước cuồn cuộn như vậy muốn bơi qua sông dường như không phải là chuyện có thể thực hiện vậy trừ khi là lắp cánh bay qua cũng chỉ có khi tốc độ đạt được vận tốc âm thanh lướt sóng rời đi Điều này tất nhiên sẽ loại bỏ tất cả những người tu vi thông mạch cảnh ở bên ngoài. Trên ý nghĩa nào đó cũng bảo đảm cho mọi người an toàn. Dù sao trong khu vực thứ hai có nhiều yêu thú hoán huyết cảnh. Thông mạch cảnh đi vào quá nguy hiểm. Ở phía trước, Lăng Hàn liền thấy có mấy người triển khai thân pháp, giống như hóa thành một luồng khói nhẹ, đạp đầu sóng lướt đi. Nhưng có người qua phân nửa sông, lại ầm một cái, bị sóng lớn nuốt đi. Sóng quá lớn, tốc độ thấp hơn vận tốc âm thanh chỉ có thể đi trên mặt nước yên tĩnh ở dưới tình huống như vậy nhất định phải đạt được thậm chí vượt quá vận tốc âm thanh. Lăng Hàn phóng người nhảy lên một cái, hắn cũng không cần vận chuyển phi toa bộ, tốc độ của hắn đã vượt qua gấp đôi vận tốc âm thanh. Hắn đạp sóng lớn đi tới, tiêu sái qua sông, ngang, vừa bước lên bờ sông, Lăng Hàn liền nghe được tiếng thú gạo kinh người. Trước đó, bị tiếng sóng lớn phát ra nhấn chìm, sau khi đến nơi này, âm thanh lại trở nên rõ ràng. Không chỉ là thú giết gào, còn có âm thanh của cuộc chiến đấu hiển nhiên đã có người và yêu thú ở đây đánh nhau lang hàn mở ra quang não nhìn xếp hạng một chút chỉ thấy danh hiệu đứng đầu lại có thể biến thành hiên viên định quốc nhưng chính là chớp mắt một cái hắn đã bị đẩy xuống đến vị trí thứ hai đứng đầu biến thành hồng thiên lượng hắn cười tiếp tục đi tới đều là săn giết yêu thú thông mạch cảnh và hoán huyết cảnh đoạt được điểm đương nhiên tranh lệch cực lớn cho nên hoán huyết cảnh tuyệt đối không có khả năng đi săn giết yêu thú thông mạch cảnh dựa vào số lượng để giành lấy chiến thắng Đừng nói người giết một trăm con, người ta chỉ cần giết một con. Trong núi này cũng không có nhiều yêu thú như vậy đứng xếp hàng cho người tới giết. Đồng thừa oi, nếu có thể chém giết yêu thú cực cốt cảnh, vậy số điểm nhận được tất nhiên càng nhiều hơn. Lăng Hàn không tranh chút thời gian này, bởi vì đến lúc đó hắn chỉ cần giết một con yêu thú cực cốt cảnh, vậy khả năng điểm lại vèo một cái, lẻn đến vị tơ si đầu tiên. Hắn kiên định với phương hướng của mình, xuất phát về phía khu vực thứ ba. Cổ hạng minh, tiểu tử kia ở đâu? Trần Kinh Nghiệp thông qua quang não liên lạc với người bên ngoài. Đây là ngoài quy tắc, nhưng ai bảo hắn là hoàng tử, ai lại dám thật sự kiểm tra quang não của hắn. Hồi bẩm điện hạ, Lăng Hàn hiện tại đang đi về phía khu vực thứ ba. Một đầu khác, cổ hạng minh trả lời, ở trước mặt hắn lại là một máy theo dõi, trong hình có thể nhìn thấy được Lăng Hàn lại di chuyển. Hắn là đội trưởng cấm vệ quân, tất nhiên có quyền lực kiểm tra bất kỳ một cái máy theo dõi nào. Khu vực thứ ba, Trần Kinh Nghiệp thì thào, có vẻ rất kinh ngạc. Hắn đi khu vực thứ ba, muốn chết sao? Trần Đức Dương lập tức nói, hiện tại bốn huynh đệ hắn đang ở cùng nhau. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần bọn họ không liên thủ săn bắn, vậy ở cùng một chỗ cũng không tính là phá hủy quy tắc. Có lẽ vì biết chúng ta muốn đi tìm hắn gây phiền phức, cho nên mới chạy tới nơi đó. Trần Thánh Kiệt nói, hắc hắc, Trần Lực Hành lại cười lạnh, tên nhà quê này làm sao có thể biết được, chúng ta đều có thủ đoạn cường đại ngay cả yêu thú nhất cốt cũng có thể trấn áp giết chết. Điều này làm sao có thể lại hù dọa được chúng ta? Đuổi theo, cố gắng giáo huấn tên nhà quê này một chút, bọn họ thân là hoàng tử, thật ra cũng không quan tâm tới chuyện phần thưởng thánh hoàng tự mình chỉ điểm võ kỹ. Bọn họ đến đây tham gia thi đấu cũng chỉ là lộ ra chút mặt mũi ở trước mặt Trần Phong Viêm. Dù sao huynh đệ tỉ muội quá nhiều, nhưng biết Lăng Hàn lại có thể thần kỳ xuất hiện ở trong danh sách người tham gia thi đấu, mỗi người bọn họ đều khó chịu. Ai lớn gan vượt trời như vậy, kéo người bọn họ đã loại bỏ một lần nữa tiến vào. Không vì cái gì khác, chỉ riêng điểm ấy bọn họ cũng phải hung hăng giáo huấn Lăng Hàn một chút. Điều này liên quan đến mặt mũi của bọn họ, hơn nữa, bọn họ còn muốn khiến cho Phong Nhược Tiên vui vẻ, tất nhiên càng không thể nào bỏ qua cơ hội này. Máy theo dõi, ha ha, đừng nói có rất nhiều góc chết, cho dù máy theo dõi lại trên đỉnh đầu, bọn họ cũng có thể khiến cho người ta đóng lại chương 3718, trận chiến mở màn cực cốt một Bốn người xuất phát, thân là hoàng tử, bọn họ nắm giữ đại sát khí ngay cả đám người hiên viên định quốc cũng sẽ đỏ mắt. Cho nên khu vực thứ ba đối với bọn họ mà nói cũng không tính là cấm địa gì cả. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám tiến vào sâu quá mức. Nhiều lắm cũng chỉ có thể chấn áp yêu thú nhất cốt. Gặp phải nhị cốt cũng có thể chống đỡ được, từ khu vực thứ hai đến khu vực thứ ba, khoảng cách vẫn tương đối xa. Lăng Hàn tốn đủ 2 giờ lúc này mới đi tới điểm cuối của khu vực thứ hai. Ở chỗ này, hắn gần như không nhìn thấy được những người tham gia thi đấu khác. Phía trước là một thung lũng, sau khi đi qua thung lũng chính là khu vực thứ ba. Lăng Hàn đi nhanh tới, lại trong quá trình đi, hắn nhạy bén phát hiện nơi này có một trận pháp cỡ lớn. Điều này giải thích vì sao yêu thú trong khu vực thứ ba rất ít xuất hiện ở khu vực thứ hai, bởi vì không qua được. Thung lũng rất dài, Lăng Hàn đi 10 phút mới đến được điểm cuối. Phía trước xuất hiện một mảnh đất hoang, không có cây cối. Chỉ có từng tảng đá ở nơi đó, có lớn có nhỏ, số lượng ước chừng mấy nghìn. Lăng Hàn vừa đi về phía trước, lại vừa mở ra bảng xếp hạng ra nhìn một chút. Chỉ thấy đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là Hồng Thiên Lượng. Gia hỏa này uống máu gà sao? Rõ ràng chỉ là nhị biến, theo lý thực lực cũng sẽ không mạnh mẽ cho lắm. Hắn làm sao có thể lực áp nhiều ngũ biến như vậy? Ừ, trong lòng hắn dâng lên một sự cảnh giác, hắn không khỏi dừng bước nhìn về phía một khối đá giống như hình còn trâu đang nằm. Khối đá lớn này ở trong đống đá xem như là một khối khá lớn, nhưng chỉ như vậy hiển nhiên không có khả năng thu hút sự chú ý của Lăng Hàn. Hắn nhìn chằm chằm vào đó, hắn luôn cảm thấy khối đá lớn này có chút không thích hợp. Vèo, trong nháy mắt, hắn đánh ra một kinh lực về phía khối đá lớn này. Trong một tiếng động khẽ, khối đá lớn này lại có thể đứng lên, giống như một con dã thú, cao cũng không phải kia cao, chỉ tới bả vai của Lăng Hàn, chiều dài lại đạt tới khoảng một trường, tỷ lệ có vẻ rất không phù hợp. Đầu của nó dài một đầu cá sấu, hiện lên hình tam giác, miệng đặc biệt nhọn dài, hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng màu đen xì, giống như làm bằng đá xám. Đây là sinh vật gì vậy? Lang Hàn không dám khinh thường, con quái vật này phát ra khí tức vượt qua hoán huyết cảnh, cho hắn áp lực rất mạnh. Đây coi như là vận khí tốt sao? Vừa vào liền gặp phải con yêu thú cực cốt cảnh, con thú đá nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, mắt của nó rất nhỏ, hơn nữa trong mắt cũng là màu xám đen cùng thân thể tự nhiên xứng đôi vừa rồi nó nằm như vậy trợn tròn mắt cũng rất khó phân biệt được nó yêu thú cực cốt cảnh đều đã khai hóa trí tuệ con thú đá kia nghiêng đầu giống như là đang cảm thấy kỳ quái nhân loại này chẳng qua là tu vi hoán huyết cảnh lại dám chạy đến nơi đây chỉ có điều thịt hoán huyết cảnh chắc hẳn là ăn rất ngon nó lập tức động bốn chân phát lực veo nó liền vọt về hướng lăng hàn đừng thấy bốn chân của nó nhỏ ngắn nhưng tốc độ bạo phát ra lại hoàn toàn không có chậm một chút nào. Ở phía sau thân nó hình thành tiếng nổ, phút phút phút, lực truyền về phía bốn phương tám hướng, cứng rắn đập bay nhiều hòn đá nhỏ. Tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh, lăng hàn vận chuyển phi toa bộ, thân hình trong nháy mắt tăng nhanh. Vèo, hắn cũng đạt tới tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh, thu lại về phía bên trái, sau đó một quyền đánh ra, đập về phía đầu của con thú đá kia. Âm, um, kinh lực đánh chúng, thân hình của con thú đá kia lại chỉ là khẽ rung lên một cái, sau đó xoay người, tiếp tục lại xông về phía trước mặt Lăng Hàn. Cực cốt cảnh, cho dù là nhất cốt cũng có lực lượng 500 vạn cân. Yêu thú còn ra thô thịt dày, Lăng Hàn hiện tại không có bạo phát, lực lượng khoảng 400 vạn cân đánh lên, nhiều lắm chính là khiến cho tốc độ của nó chậm lại một chút. Muốn tổn thương tới nó sao? Chí ít một quyền là không đủ, con thú đá vùng vẩy chân trước một chút, nhất thời, một lực lượng đáng sợ hóa thành thực chất đánh về phía Lăng Hàn đánh. Sau khi Lăng Hàn né tránh vài cái, đã nắm giữ được tiết tấu công kích của con thú đá. Hắn vận chuyển yêu hầu quyền, đánh ra tần suất công kích. Ầm ầm ầm, sau 17 kinh lực đánh qua, công kích của con thú đá cuối cùng bị hóa giải. Còn có 3 kinh lực tiếp tục đánh về phía con thú đá. Nhưng khi đánh vào trên da của nó lại chỉ là phát ra tiếng động. Đầu của nó hình như bằng đá, phòng ngự cũng vô cùng cao. Trong lòng Lăng Hàn đã khẳng định, lực lượng của con thú đá này đạt tới 600 vạn. Trừ phi mình sôi trào huyết khí, bằng không chắc hẳn phải bị nghiền ép. Tuy rằng tần suất công kích của hắn có thể hóa giải lực lượng mạnh hơn, nhưng thứ nhất là có giới hạn cao nhất, thứ hai điều này cần đánh ra lực lượng nặng hơn, tiêu hao quá lớn. Nếu như muốn hóa giải công kích dẫn đến tử vong hay là đánh ra một đòn chí mạng, vậy có thể dùng tần suất công kích, bằng không vẫn không nên lãng phí bí lực thì tốt hơn. Thân hình lăng hàn bắn nhanh, lấy né tránh làm chủ trước hết quan sát hình thức công kích của con yêu thú này thuận tiện khiến cho nó tiêu hao một chút lực lượng bên ngoài bãi săn bắn trên quảng trường đám nhân vật lớn như trần phong viêm hồng thái sư dương bách đương nhiên không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi ba ngày đợi sau khi cuộc săn bắn bắt đầu từng người bọn họ liền quay lại đợi cho tới khi cuộc thi đấu kết thúc bọn họ mới lại tới nhưng ở đây vẫn có rất nhiều người đều sử dụng quang não nối liền với bình đài quan sát tiến trình tranh tài trong bãi săn bắn có số lượng lớn quản chế, gần như có thể bắt được hành động của tất cả mọi người. Nhưng người khác đương nhiên không có khả năng xem được tất cả, chỉ có thể lựa chọn một người để quan sát. Trên đài cao tổng cộng cung cấp 13 thị giác, trong đó 10 thị giác là hình ảnh của 10 người có điểm tích phân đứng đầu hiện nay. ba thị giác khác lại ngẫu nhiên, cắt đến máy theo dõi người nào đó. Nhân vật trong đó vẫn luôn phát sinh biến hóa, Hồng Thiên Lượng đây là uống máu gà sao, hiện tại ở trên bảng điểm tích phân đã luôn đứng đầu thật không nghĩ tới, một nhị biến lại có thể có thể mạnh như vậy. Không hổ danh là đệ đệ của người kia, hắc, không phải bản thân hắn ưu tú, mà là ca ca của hắn quá nghịch thiên, mới khiến cho hắn tạo hóa như vậy. chương 3719, trận chiến mở màn cực cốt 2. Ai, ta cũng muốn có một ca ca như vậy, phần lớn mọi người đều tập trung vào hình ảnh xếp vị trí thứ nhất. Hồng thiên lượng lại giết một con yêu thú hoán huyết cảnh, bỏ qua hiên viên nhạc thủy đứng thứ hai chừng một phần ba điểm. A, à, A à, a à, có người đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Các ngươi mau nhìn hình ảnh người thứ hai trên kênh ngẫu nhiên. Làm gì ngạc nhiên làm gì. Đừng nói nhảm, bảo ngươi nhìn thì nhìn đi. Ta nhổ vào người này vừa nhìn lập tức nhảy dựng lên. Thế nào? Bên cạnh có người hỏi. Mau nhìn kênh ngẫu nhiên. Có một mãnh nhân. Mãnh nhân gì? Đánh ở khu vực thứ ba. Người nói mạnh hay không mạnh? Dựa vào. Thật sao? Một truyền người, mười truyền một trăm. Nhất thời lại có rất nhiều người truyền hình ảnh thấy được một con yêu thú thân thể giống như đá xám đang cùng một nhân loại chiến đấu kịch liệt. Đó là Hôi nham thú, có người nói sau khi trưởng thành lại là tồn tại cực cốt cảnh. Có người nhận ra lai lịch của con yêu thú kia, a, à, đó không phải là Lăng Hàn sao? Lại có người nhận ra người đang chiến đấu bên kia, không sai, chính là Gia Hỏa kia, gần đây thế rất mạnh, ngay cả Hồ Dương cũng đánh bại. A, à, Hồ Dương lần này không có tới, lẽ nào cũng bởi vì không muốn gặp phải Lăng Hàn sao? Có người cười nói, Ai nói Hồ Dương không có tới, chỉ là người ta hiện tại tương đối khiêm tốn, không giống chống khua chiêng, cho nên người không phát hiện mà thôi. À, hóa ra như vậy, kỳ quái, Lăng Hàn không phải hoán huyết nhất biến sao? Cho dù nắm giữ chiến lực ngũ biến, thắng được Hồ Dương, nhưng đối với cực cốt cảnh chắc hẳn là hoàn toàn không có phần thắng. Quả thực như vậy, cao thủ ngũ biến cho dù sôi trào huyết khí, lực lượng cũng không thể so sánh được cùng cực cốt cảnh. Bởi vì thứ nhất cực cốt cảnh cũng có thể sôi trào huyết khí thứ hai cực cốt cảnh có phòng ngự càng cao hơn, ngũ biến trong thời kỳ bạo phát có thể đối đầu cùng cực cốt cảnh một chút. Hơn nữa chỉ là nhất cốt, cho nên, con hôi nhàm thú khẳng định còn không có thành niên. Ừ, khu vực thứ ba mặc dù là khu vực của yêu thú cực cốt cảnh, nhưng không phải là không có hoán huyết cảnh tồn tại. Đáng giận, tốc độ của một người một thú này đều quá nhanh, căn bản không nhìn thấy rõ lắm. Chuyện không có cách nào khác, dù sao máy theo dõi không phải mắt thường, sau khi mọi người vừa phân tích như thế, chấn động kinh ngạc trước đó rất nhanh lại tiêu tan. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Lăng hàn to gan lớn mật, lại dám chạy đi tới khu vực thứ ba. Chỉ có điều, vẫn còn có vài người hiếu kỳ, trước sau nhìn chằm chằm vào ở trên quang não. Hơn nữa, người quản lý canh hình như cũng cảm thấy tương đối có hứng thú đối với lăng hàn, lại có thể không chuyển hình ảnh đi, khiến cho những người đó có thể vẫn nhìn tiếp. Chỉ là tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, máy theo dõi cũng chỉ có thể bắt được tàn ảnh chỉ có khi một người một thú có trạng thái bất động bọn họ mới có thể có nhìn thấy được hình ảnh rõ ràng khiến cho mọi người không nhịn được cảm thấy ngứa ngáy tâm can sau khi đánh người mấy phút lăng hàn đã thăm dò ra đường lối công kích của con hôi nham thú này thật ra yêu thú công kích vô cùng đơn giản ném đi tất cả sức tưởng tượng tất cả đều lấy thực dụng làm chủ lăng hàn không muốn lại hao tổn nữa lấy chiến lược thường quy của hắn khẳng định không có cách nào giết chết một con yêu thú cực cốt cảnh phải lấy ra vài con át chủ bài hắn lấy ra kiếm gãy một kiếm chém ra soạt kiếm khí dài cả thước liền quét về phía hôi nham thú ầm kiếm khí bay đến phát ra tiếng động chỉ thấy chỗ da của hôi nham thú này lại có thể thật sự được hóa thành tảng đá hình thành phòng ngự cường đại hoàn toàn ngăn cản kiếm khí xuống a à, lang hàn kinh ngạc trước đó hôi nham thú đối với công kích của hắn hoàn toàn không để ý tới mặc cho người khác đánh tới chỉ coi là đứa trẻ giơ tay đấm ngực nhưng một đòn này nó lại có thể đi phòng ngự đủ để chứng minh uy lực của thanh kiếm gãy phương pháp phòng ngự này có chút thú vị lại có thể hóa đá một bộ phận thân thể lại nâng cao lực phòng ngự thật may ép một chiêu này của nó ra ngoài nếu không hắn phát trước động phi kiếm công kích đoán chừng là không có khả năng thành công một đòn qua đi ra hôi nham thú cũng lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu nó nhìn chằm chằm vào lăng hàn nói chính xác hơn nó nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm gãy trong tay lăng hàn trong ánh mắt thoáng có phần kiêng kỵ nó không tiếp tục đấu đá lung tung mà vòng quanh lăng hàn xem ra trước đó con yêu thú này chỉ cùng mình vui đùa một chút căn bản không có để bụng hiện tại mới xem như là coi trọng muốn thật sự động thủ tới đi lăng hàn cười nói một kiếm chém ra veo kiếm khí ngang dọc da của hôi nham thú lại hóa đá cứng rắn chịu một kiếm này sau đó miệng nó chợt há ra phun ra một luồng ánh sáng màu đen đánh trả về phía lăng hàn ánh sáng màu đen này bay cực nhanh lăng hàn tuy rằng lập tức né tránh nhưng góc áo vẫn bị chạm qua chỉ thấy màu xám lan tràn trang phục trở nên nặng nề đúng là có một mảng lớn đã hóa thành đá a à, yêu thú này ngoại trừ khiến cho da của mình hóa đá nâng cao lực phòng ngự lại còn có thể hóa thành công kích cũng hóa đá đối thủ lăng hàn dùng sức xé một cái kéo xuống góc trang phục đã hóa thành đá này xuống hắn về phía hôi nham thú nói con thú đá năng lực này của ngươi không tệ lắm không bằng sau này theo ta, làm tiểu đệ thì thế nào? Phụt, đáp lại hắn lại là hôi nham thú công kích ra một luồng ánh sáng màu đen. Không ai nói cho người biết, nhổ nước miếng loạn là không đạo đức sao? Lang Hàn cười nói, hắn đương nhiên biết lực tương tác của mình tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn không đến mức khiến cho một con yêu thú cực cốt cảnh lắc mông chạy theo phía sau hắn. Hắn khẽ quát một tiếng, hắn vừa liên tục chém đoạn kiếm gãy ra, lại vừa tiện tay tiểu kiếm xuống trên mặt đất cái này rất nhanh sẽ trở thành sát khí chí mạng, lực chú ý của hôi nham thú đều ở trên đoạn kiếm gãy. Về phần mấy thanh tiểu kiếm này, ha ha, cũng không phải là pháp khí, cực kỳ bình thường. Nó căn bản không lưu ý, lăng hàn mặt trước đánh nghi binh, kiếm gãy chém loạn. Hôi nham thú cũng nôn loạn ra ánh sáng màu đen, ánh sáng này nếu va chạm tới lăng hàn một chút, là có thể khiến thân thể của một nhân loại hóa đá, khiến cho nó dễ dàng như trở bàn tay đuổi theo, nghiền ép dẫn đến tử vong.